phần 3. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Ngân hàng Trung ương Tư hữu. Một quốc gia công nghiệp vĩ đại bị hệ thống tín dụng khống chế một cách cứng nhắc. Hệ thống tín dụng này tập trung cao độ sự phát triển của quốc gia này và hoạt động và mọi hoạt động kinh tế của chúng ta hoàn toàn nằm trong tay một số người. Chúng ta đã rơi vào hệ thế bị thống trị cam go nhất, một kiểu khống chế triệt để nhất trên thế giới. Chính phủ không còn ý kiến tự do nữa, không còn quyền tội định tội nữa, không còn là chính phủ được lựa chọn bởi đa số người dân nữa, và chính phủ này vận hành dưới sự khống chế của một nhóm người quyền lực. Bắt nhiều nhân sự công thương nghiệp của quốc gia này đều đang lo sợ một điều gì đó. Họ biết thứ quyền lực vô hình này được tổ chức theo cách như vậy, tĩnh lặng vô hình vô tình như vậy, phủ khắp như vậy, khóa chặt lẫn nhau như vậy, triệt để và toàn diện như vậy, đến nỗi họ không dám công khai lên án thứ quyền lực này. Woodrow Wilson, Tổng thống thứ 28 Hoa Kỳ, có thể không quá khoa trương khi nói rằng mãi đến ngày nay chẳng có mấy nhà kinh tế học Trung Quốc biết được một thực tế rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chính là Ngân hàng Trung ương Tư hữu. Cái gọi là Ngân hàng Dự trữ Liên bang thực ra vừa chẳng phải là liên bang cũng chẳng có dự trữ và cũng không đáng được xem là ngân hàng. Đa số các quan chức của chính phủ Trung Quốc có thể sẽ nghĩ rằng đương nhiên chính phủ Mỹ phát hành ra đồng đô la, nhưng trên thực tế, về cơ bản, chính phủ Mỹ không có quyền phát hành tiền tệ. Năm 1963, sau khi Tổng thống Kennedy bị ám sát, chính phủ Mỹ cuối cùng đã mất đi quyền phát hành đô la Mỹ bạc trắng. Muốn có được đồng đô la, chính phủ Mỹ cần phải đem công trái của người dân Mỹ thế chấp cho Cục Dự trữ Liên bang, còn phiếu dự trữ liên bang do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phát hành chính là đồng tiền đô la Mỹ. Đối với giới học thuật và truyền thông Mỹ, tính chất và lai lịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được hiểu là một vùng cấm. Hàng ngày, giới truyền thông Mỹ có thể bàn tán về vô vàn vấn đề chẳng có chút quan trọng gì, kiểu như hôn nhân đồng tính, nhưng những vấn đề quan trọng liên quan đến việc ai đang khống chế chuyện phát hành tiền tệ hay lợi ích khi chi trả lợi tức các khoản vay cá nhân thì lại hầu như chẳng được đả động đến. Đọc đến đây, nếu bạn có cảm giác kinh ngạc, vấn đề sẽ trở nên quan trọng, trong khi có thể bạn lại không hay biết. Chương này sẽ nói về bí mật của việc thành lập Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Vấn đề đã bị giới truyền thông Mỹ cố ý bỏ qua khi dùng một chiếc kính hiển vi soi xét kỹ giây phút cuối cùng của một sự kiện trọng đại ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử thế giới. Chúng ta có thể hiểu rằng diễn biến của sự việc sẽ chính xác đến mức ta phải lấy tiếng tích tắc của đồng hồ làm đơn vị đo lường. Ngày 23 tháng 12 năm 1913, chính phủ dân cư Mỹ cuối cùng đã bị quyền lực đồng tiền lật đổ. Một đảo Jackie thần bí, cái nôi của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Đêm ngày 2 tháng 1 năm 1910, một đoàn tàu rèm che kín mít chậm rãi tiến về miền Nam. Những người ngồi trong khoa tàu đều là những nhà tài phẹt ngân hàng quan trọng nhất nước Mỹ, và không một ai trong số họ biết được mục đích chuyến đi này. Điểm dừng cuối cùng của đoàn tàu là đảo Jackie thuộc bang Georgia xa mấy trăm dặm. Jackie là một quần đảo thuộc quyền sở hữu của những nhân vật giàu có siêu hạng ở Mỹ. Các thế lực tai to mặt lớn mà đứng đầu là J.P. Morgan đã thành lập một câu lạc bộ đi săn trên đảo Jackie. 1/6 của cả thế giới dồn vào tay các hội viên của câu lạc bộ này. Và tư cách hội viên chỉ có thể kế thừa chứ không thể chuyển nhượng. Lúc này, câu lạc bộ nhận được thông báo thừa chứ không thể chuyển, nhận được thông báo có người cần sử dụng hội sở của câu lạc bộ này trong khoảng 2 tuần, và như vậy trong khoảng thời gian này, tất cả các thành viên không được phép sử dụng hội sở. Toàn bộ nhân viên phục vụ của hội sở đều là những người được bố trí từ đất liền. Và khi phục vụ các vị khách VIP này, họ chỉ được xưng tên chứ tuyệt đối không được sử dụng họ. Trong phạm vi 50 dặm, hội sở được đảm bảo trọng xung quanh không có sự xuất hiện của bất cứ tay săn tin nào. Ngay sau khi công việc chuẩn bị hoàn tất, những vị khách này bắt đầu xuất hiện tại hội sở, tham gia tại hội nghị tuyệt mật này. Có Nathan Aldrich, thượng nghị sĩ, chủ tịch Ủy ban Tiền tệ Quốc gia, National Monetary Commission, ông ngoại của Nathan Rockefeller, O.P.S. Andrew, trợ lý bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, Frank Van der Leep, chủ tịch National City Bank, Henry P. Tavishin, cổ đông cao cấp của công ty J.P. Morgan, Charles D. Norton, chủ tịch First National Bank, Benjamin Strong, trợ lý của J.P. Morgan.
Ngoài ra còn có Paul Whitebrook, một công dân di cư gốc Do Thái đến từ Đức. Năm 1901, Paul đến Mỹ và hùn một khoản vốn lớn vào công ty Knorr-Bremse. Ông là đại diện của dòng họ Rothschild ở Anh và Pháp, đồng thời đảm nhận chức tổng công trình sư của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ kiêm chủ tịch đầu tiên Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Những nhân vật quan trọng này đến hòn đảo nhỏ hẻo lánh mà chẳng có hứng thú gì với việc săn bắn. Họ đến đây với một nhiệm vụ chủ yếu là khởi thảo một văn kiện quan trọng, dự luật dự trữ liên bang. Paul Whitebrook là một cao thủ về lĩnh vực ngân hàng, tinh thông hầu như mọi khâu nhỏ trong hoạt động tài chính. Nếu có ai đó thắc mắc với các câu hỏi cần giải đáp, Paul không chỉ nhẫn nại trả lời mà còn giảng giải không ngớt về nguồn gốc lịch sử sâu xa của từng khái niệm một cách chi tiết. Ai cũng khâm phục kiến thức uyên bác trong lĩnh vực ngân hàng của ông. Paul hiển nhiên trở thành người khởi thảo, đồng thời là người giải đáp mọi vấn đề trong việc xây dựng văn kiện. Nathan Aldrich là người ngoại đạo duy nhất trong số những nhân vật có mặt ở đây. Ông ta phụ trách việc chỉnh sửa nội dung văn kiện sao cho phù hợp với yêu cầu chính trị để có thể được chấp nhận ở Quốc hội. Những người khác đại diện cho lợi ích của các tập đoàn ngân hàng khác nhau. Họ tiến hành tranh luận kịch liệt suốt 9 ngày liền xung quanh chi tiết phương án mà Paul đề xuất và cuối cùng đã đi đến thống nhất. Do cuộc khủng hoảng ngân hàng năm 1907 mà hình ảnh của các nhà tài phiệt ngân hàng không còn mấy đẹp đẽ trong mắt người dân Mỹ. Điều này khiến cho đa số nghị sĩ quốc hội không dám công khai ủng hộ dự luật do các nhà tài phiệt ngân hàng tham gia lập ra. Vì vậy, những người này không quản ngại đường xa vạn dặm, lặn lội từ New York đến hòn đảo hoang vắng này để tham gia khởi thảo văn kiện. Hơn nữa, cái tên Ngân hàng Trung ương nghe có vẻ khá khoa trương. Từ thời Tổng thống Jefferson đến nay, tên gọi của Ngân hàng Trung ương đều có dính dáng đến âm mưu của các nhà tài phiệt Ngân hàng Quốc tế Anh. Vì thế, Paul kiến nghị dùng tên Cục Dự trữ Liên bang để che tai đậy mắt thiên hạ. Thế nhưng, trên thực tế, Cục Dự trữ Liên bang có đầy đủ mọi chức năng của một Ngân hàng Trung ương. Và cũng giống như Ngân hàng Anh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được thiết kế theo mô hình tư nhân, nắm giữ cổ phần và ngân hàng sẽ thu được lợi ích rất lớn từ việc đó. Điểm khác biệt giữa Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng thứ nhất và thứ hai là 20% cổ phần vốn có của chính phủ trong cơ cấu cổ phần của Cục Dự trữ Liên bang đã bị lấy mất và như vậy nó sẽ trở thành một Ngân hàng Trung ương tư hữu thuần túy. Nhằm che đậy bản chất thực Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng như để trả lời cho câu hỏi ai là kẻ khống chế cơ quan này. Paul đã khéo léo đề xuất ý kiến Quốc hội khống chế Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Chính phủ nắm giữ vai trò đại biểu trong hội đồng quản trị, nhưng đa số thành viên của hội đồng quản trị là do hiệp hội ngân hàng trực tiếp hoặc gián tiếp khống chế. Về sau, trong phiên bản cuối cùng, Paul đã đổi thành thành viên của hội đồng quản trị do Tổng thống Mỹ bổ nhiệm. Thế nhưng, chức năng thực sự của hội đồng quản trị do Hội đồng Tư vấn Liên bang khống chế và cùng với hội đồng quản trị, hội đồng tư vấn liên bang sẽ định kỳ mở hội nghị thảo luận công việc. Thành viên của hội đồng tư vấn liên bang sẽ do chủ tịch hội đồng quản trị của 12 ngân hàng dự trữ liên bang quyết định. Điểm này đã được lấp liếm trước công chúng. Một vấn đề nan giải khác mà Paul phải đối phó là làm thế nào để che giấu sự thực rằng nhân vật chịu trách nhiệm chủ trì Cục Dự trữ Liên bang là một chuyên gia cực kỳ cựu của ngân hàng New York. Từ thế kỷ 19 đến nay, vì phải gánh chịu nhiều thiệt hại do nạn khủng hoảng ngân hàng gây nên, hầu hết các thương nhân, chủ trang trại và vừa và nhỏ của miền Trung Tây nước Mỹ ghét cay ghét đắng các chuyên gia ngân hàng đến từ miền Đông, còn các nghị sĩ của những khu vực này cũng không thể ủng hộ ngân hàng trung ương nếu như nó được chủ trì bởi một nhân vật nào đó từ ngân hàng New York. Vì vậy mà Paul đã thiết kế nên một phương án giải quyết tài tình để 12 ngân hàng địa phương thuộc Cục Dự trữ Liên bang có thể tạo thành một hệ thống hoàn hảo. Ngoài giới ngân hàng, rất ít người biết được rằng về lý thuyết, việc phát hành tiền tệ và tín dụng của Mỹ được tập trung ở New York. Dù trên thực tế, điều này không hề diễn ra ở New York. Và màn kịch này chẳng qua là do các ngân hàng thuộc Cục Dự trữ Liên bang dàn dựng nên mà thôi. Còn một điểm nữa thể hiện sự suy nghĩ sâu xa của Paul đặt trụ sở của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại Washington, trung tâm chính trị của nước Mỹ, trong khi New York mới là trung tâm tài chính lớn nhất của đất nước này. Mối lo ngại chính của ông ta xuất phát từ sự kỳ thị của dân chúng đối với các ngân hàng đến từ New York. Điều bận tâm thứ tư của Paul là làm thế nào tìm ra ngân hàng quản lý cho 12 nhà ngân hàng địa phương trực thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Kinh nghiệm làm việc trong Quốc hội của Nathan Aldrich cuối cùng đã giúp ông tìm được đất dụng võ. Ông chỉ ra rằng các nghị sĩ miền Trung Tây nước Mỹ thường tỏ rõ sự thù địch với ngân hàng New York và để tránh mất kiểm soát, Tổng thống phải là người đứng ra bổ nhiệm vị trí chủ tịch ngân hàng địa phương và đó không phải là nhiệm vụ của Quốc hội.
Nhưng điều này đã tạo nên một lỗ hổng pháp luật. Điều 8 chương 1 của Hiến pháp Mỹ quy định rõ ràng rằng Quốc hội chịu trách nhiệm phụ trách việc quản lý phát hành tiền tệ. Việc Cục Dự trữ Liên bang gạt Quốc hội ra ngoài rõ ràng đã vi phạm Hiến pháp. Về sau, quả nhiên điểm này đã trở thành cái cớ để các nghị sĩ chĩa mũi rùi công kích Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Sau khi được dàn xếp chu đáo, dự luật này nghiễm nhiên xuất hiện với hình thức mô phỏng theo sự phân quyền và cân bằng kiểm soát của Hiến pháp Mỹ. Tổng thống bổ nhiệm, Quốc hội thẩm duyệt, nhân sĩ độc lập nhậm chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị, còn các nhà ngân hàng đảm nhận vị trí cố vấn, quả là một thiết kế hoàn hảo. 2. Bảy nhà tài phiệt phố Wall. Những người điều khiển hậu trường của Cục Dự trữ Liên bang. Bảy nhân vật quan trọng của phố Wall hiện tại đã khống chế đại bộ phận của các ngành công nghiệp cơ bản cũng như nguồn vốn của Mỹ, bao gồm J.P. Morgan, James G. Hyde, Gary Peck, Chủ tịch First National Bank, trực thuộc tập đoàn Morgan. Bốn người còn lại gồm John Rockefeller, William Rockefeller, James Stillman, Chủ tịch National City Bank, Jacob Schiff, công ty Conlev, trực thuộc tập đoàn Standard Oil City Bank. Đầu mối trung tâm về vốn do họ tạo nên đang trở thành thế lực chủ yếu khống chế nước Mỹ. John Moody, người sáng lập hệ thống đánh giá đầu tư Moody nổi tiếng, năm 1911, bảy vị tai to mặt lớn của phố Wall chính là những người thực sự điều khiển việc thành lập Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Sự phối hợp nhịp nhàng bí mật giữa họ với gia tộc Rothschild của châu Âu cuối cùng đã tạo nên một phiên bản của ngân hàng Anh tại Mỹ. 3. Sự ra đời và phát triển của dòng họ Morgan. Tiền thân của ngân hàng Morgan là công ty Gregory Peabody của Anh, vốn không được nhiều người biết đến. Gregory Peabody vốn là một thương gia chuyên buôn hoa quả sấy khô của vùng Baltimore, Mỹ. Sau khi phất lên nhờ một số thương vụ nhỏ, vào năm 1835, Gregory đến London, chàng thương gia trẻ nhận thấy ngành tài chính là một lĩnh vực béo bở, bèn quyết định hùn vốn với một số người nữa để mở ngân hàng Merchant Bank. Đây là một nghiệp vụ tài chính cao cấp, rất hợp thời khi đó. Khách hàng chủ yếu bao gồm chính phủ, các công ty lớn và những người rất giàu có. Họ cung cấp các khoản vay cho thương mại quốc tế, phát hành cổ phiếu vật công trái, kinh doanh các loại hàng hóa chủ lực và đây chính là tiền thân của ngân hàng đầu tư ngày nay. Thông qua sự giới thiệu của công ty anh em nhà Brown thuộc chi nhánh Anh, Wellgreen Peabody đã nhanh chóng gia nhập vào giới tài chính Anh. Không lâu sau, Wellgreen Peabody hết sức kinh ngạc khi nhận được thư mời đến dự tiệc từ năm trước Nathan Rothschild. Đối với chàng thương gia trẻ này thì vinh hạnh đó chẳng khác nào niềm hãnh diện của một tín đồ Thiên Chúa giáo được giáo hoàng tiếp kiến. Nathan đã đi thẳng vào vấn đề bằng việc đề nghị Gregory Peabody giúp mình làm đại diện giao tế bí mật của dòng họ Rothschild. Tuy nổi tiếng là giàu có với khối tài sản khổng lồ, song dòng họ Rothschild vẫn bị nhiều người ở châu Âu căm ghét và coi thường vì không lừa gạt cưỡng đoạt tài sản của dân chúng. Vì thường lừa gạt cưỡng đoạt tài sản của dân chúng, tầng lớp quý tộc ở London vốn không thèm sống chung cùng hàng ngũ với Nathan, đã năm lần bảy lượt thẳng thừng từ chối lời mời của anh em dòng họ này. Dù đã tạo ra thế lực rất mạnh ở Anh, nhưng gia tộc Rothschild luôn có cảm giác của kẻ ngồi chiếu dưới vì bị giới quý tộc cô lập. Một nguyên nhân khác khiến Nathan chọn Gregory Peabody vì ông ta là người khiêm tốn nhã nhặn, tư cách khá tốt, lại là người Mỹ, sau này còn có thể dùng vào việc lớn. Đương nhiên là Gregory Peabody hồ hởi đón nhận lời đề nghị của Nathan. Toàn bộ mọi kinh phí giao tế đều do Nathan chi trả. Công ty của Gregory Peabody nhanh chóng trở thành trung tâm giao tế nổi tiếng London, đặc biệt là vào ngày 4 tháng 7 hàng năm, tiệc mừng nhân ngày lễ độc lập nước Mỹ đều được tổ chức tại nhà Gregory Peabody và trở thành một sự kiện quan trọng trong giới quý tộc London. Đám khách khứa cũng khó mà hình dung nổi vì sao một doanh nhân hết sức bình thường mấy năm trước lại có thể cáng đáng nổi những khoản phí chiêu đãi trong những bữa tiệc hoành tráng và xa xỉ kia. Mãi đến năm 1854, Gregory Peabody vẫn chỉ là một ông chủ ngân hàng nhỏ với khoản tài sản trị giá 1 triệu bảng Anh. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian 6 năm ngắn ngủi, khối tài sản của vị thương gia này đã đạt mức 20 triệu bảng Anh và biến ông trở thành một ông chủ nhà băng có máu mặt ở Mỹ. Trong thời gian diễn ra cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1857 tại Mỹ do dòng họ Rothschild giật dây, Gregory Peabody đã dốc hết tiền đầu tư vào công trái đường sắt và công trái chính phủ Anh, trong khi các ông chủ tại nhà băng Anh đột nhiên bán tống, bán tháo tất cả công trái có dính dáng đến Mỹ. Cũng trong giai đoạn này, Gregory Peabody lâm vào cảnh khó khăn nghiêm trọng. Điều kỳ lạ là khi Gregory mấp mé bên bờ vực phá sản, ngân hàng Anh giống như
thiên sứ từ trên trời rơi xuống đã ngay lập tức cung cấp cho ông ta một khoản vay tín dụng trị giá 800.000 bảng Anh. Chính điều này đã giúp Gregory phục hồi nhanh chóng, và thực tế là chẳng hiểu sao một người cẩn trọng như Gregory Peabody lại quyết định mua vào một lượng lớn các loại công trái đang bị các nhà đầu tư Mỹ bán đổ bán tháo như các xác rưởi. Cuộc khủng hoảng năm 1857 hoàn toàn không giống với cuộc suy thoái năm 1837. Chỉ trong một năm thì nền kinh tế Mỹ đã hoàn toàn thoát khỏi bóng mây của sự suy thoái. Kết quả là các loại công trái Mỹ đã giúp ông nhanh chóng trở thành người siêu giàu có. Một việc xảy ra tương tự với chiến dịch công trái Anh của Nathan năm 1815 khiến người ta khiếp đảm. Vì Gregory Peabody không có con nối dõi nên tài sản lên sản nghiệp khổng lồ kia cũng chẳng có ai thừa kế. Chính vì thế mà ông rất khổ tâm và cuối cùng quyết định mời chàng trai trẻ tuổi Junius Morgan nhập hội làm ăn. Sau khi Gregory Peabody nghỉ hưu, Junius Morgan đã nắm giữ toàn bộ việc làm ăn và đổi tên công ty này thành Junius S. Morgan và Company. Sau đó đổi tên chi nhánh ở Mỹ thành J.P. Morgan and Company. Năm 1869, trong cuộc họp mặt ở London và gia tộc Rothschild, dòng họ Morgan đã hoàn toàn kế thừa mối quan hệ của Gregory Peabody với gia tộc Rothschild và đưa mối quan hệ hợp tác này phát triển lên một tầm cao mới. Năm 1880, J.P. Morgan đầu tư một lượng lớn vốn nhằm tổ chức lại hoạt động kinh doanh của công ty đường sắt. Ngày 5 tháng 2 năm 1891, gia tộc Rothschild và một số ngân hàng khác ở Anh đã thành lập một tổ chức bí mật lấy tên là Tập đoàn Hội nghị Bàn tròn. Ở Mỹ, một tổ chức tương tự cũng được thành lập, đứng đầu chính là dòng họ Morgan. Sau Chiến tranh Thế giới thứ nhất, Tập đoàn Hội nghị Bàn tròn của Mỹ được đổi tên thành Hội đồng Đối ngoại, còn ở Anh thì đổi thành Viện Hoàng gia về quan hệ quốc tế. Rất nhiều quan chức của chính phủ hai nước Anh và Mỹ đều là những người được lựa chọn từ hai hiệp hội này. Năm 1899, J.P. Morgan và Freesell đến London tham gia đại hội các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế. Ngay khi trở về, J.P. Morgan đã được chỉ định làm đại diện cao cấp cho lợi ích của dòng họ Rothschild ở Mỹ. Hội nghị London đi đến một thống nhất rằng các công ty J.P. Morgan New York, Freesell Philadelphia, Grenfell London, Morgan Hodges Paris, M.M. Warburg Company Đức và Mỹ gắn kết hoàn toàn với dòng họ Rothschild. Năm 1901, J.P. Morgan đã mua lại công ty gang thép Carnegie với giá 500 triệu đô la, sau đó cơ cấu lại toàn bộ tổ chức này và biến nó thành công ty gang thép Mỹ United States Steel Corporation, có giá thị trường hơn 1 tỷ đô la. J.P. Morgan được coi là người giàu nhất thế giới thời đó, thế nhưng căn cứ theo báo cáo của Ủy ban Kinh tế Lâm thời Quốc gia, ông ta chỉ nắm giữ 9% cổ phần của công ty mình. Xem ra Morgan với tiếng tăm lừng lẫy vẫn chỉ là một nhân vật diễn trước sân khấu. Rockefeller, vua dầu mỏ. John Rockefeller, cha là một nhân vật ít nhiều gây tranh cãi trong lịch sử nước Mỹ, bị thiên hạ chụp mũ là người máu lạnh. Tên tuổi của ông gắn liền với công ty dầu mỏ nổi tiếng thế giới. Việc buôn bán dầu mỏ của John Rockefeller bắt nguồn từ thời kỳ nội chiến Mỹ 1861-1865 và mãi đến năm 1870 khi công ty dầu mỏ được thành lập thì quy mô làm ăn của ông vẫn thuộc vào hàng thường thường bậc trung. Sau khi nhận được một khoản cho vay cơ bản của Ngân hàng Đô thị Quốc gia Sutherland, trong nháy mắt, dường như Rockefeller đã tìm được cảm giác đích thực của mình, đã dã tâm cạnh tranh theo luật rừng của nhà tài phiệt này đã vượt xa sức tưởng tượng của mọi người. Nhận thấy ngành công nghiệp luyện dầu rất có triển vọng tốt đến mức lợi nhuận ngắn hạn rất cao, nhưng Rockefeller cũng đồng thời nhìn thấy một sự lợi thật hiển nhiên, đó là sự cạnh tranh trong lĩnh vực này diễn ra kịch liệt mà không có sự kiểm soát. Vì thế, sớm hay muộn, các doanh nghiệp tham gia vào cuộc chơi này cũng sẽ rơi vào cảnh cạnh tranh theo kiểu tự sát. Và để tồn tại, chỉ có duy nhất một cách, tiêu diệt đối thủ cạnh tranh bằng mọi giá, không từ bất cứ một thủ đoạn nào. Trước hết, Rockefeller khống chế công ty trung gian, nhưng không để cho ai biết rằng mình đã đề xuất mua lại đối thủ cạnh tranh với giá thấp. Nếu cự tuyệt, đối thủ cạnh tranh sẽ đối mặt với cuộc chiến giá cả thảm khốc cho đến khi đối thủ phủ phục hoặc phá sản mới thôi. Nếu không hiệu quả, sau cùng Rockefeller đã sẽ sử dụng đến chiêu sở trường của mình, bạo lực, đánh công nhân của đối thủ cạnh tranh, phóng hỏa thiêu rụi nhà xưởng của đối thủ. Sau mấy hiệp như vậy, số đối thủ may mẩn sống sót chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Tuy đã gây nên sự căm phẫn trong giới kinh doanh, nhưng hành vi lũng đoạn này của Rockefeller cũng đem lại sự hứng thú cao độ cho các nhà tài phiệt ngân hàng ở New York. Dòng họ Rothschild vẫn muốn tìm mọi cách khống chế nước Mỹ đang ngày càng lớn mạnh. Tuy nhiên, những mánh khóe của họ tộc này sớm muộn đều thất bại. Việc khống chế một quốc vương ở châu Âu đơn giản hơn rất nhiều so với việc khống chế một chính phủ dân cử. Sau cuộc nội chiến của Mỹ, dòng họ Rothschild bắt đầu sắp xếp kế hoạch khống chế Mỹ. Về tài chính thì đã có công ty Morgan và công ty Kandrup
Còn trong giới công nghiệp vẫn chưa có ai thích hợp. Những gì mà Rockefeller đã làm thắp lên một tia hy vọng cho dòng họ Rothschild. Nếu như được xếp tiếp thêm một lượng tài chính lớn thì thực lực của nhà Rockefeller sẽ vượt rất xa so với một vùng Sleepland nho nhỏ. Rothschild đã cử Jacob Schiff của công ty Kuhn-Loeb, một chiến lược gia quan trọng nhất của dòng họ về tài chính ở Mỹ, tham gia vào kế hoạch này. Năm 1875, Jacob Schiff thân chinh đến Sleepland để chỉ cho Rockefeller cách thức triển khai các bước tiếp theo trong kế hoạch khống chế nước Mỹ. Cùng với sự xuất hiện của Jacob Schiff, một điều may mắn khác cũng đến với Rockefeller mà có nằm mơ ông ta cũng không dám nghĩ đến. Thông qua ngân hàng Morgan và công ty Kuhn-Loeb, George Rothschild đã khống chế 95% thị phần vận chuyển đường sắt Mỹ. Đồng thời, Jacob Schiff đang có dự định thành lập công ty South Improvement Company nhằm cung cấp dịch vụ vận chuyển giá rẻ cho công ty dầu mỏ của Rockefeller. Nhằm mà dưới sự khống chế giá cước vận chuyển này, chẳng có mấy công ty luyện dầu có thể tiếp tục sinh tồn. Rất nhanh chóng, Rockefeller lũng đoạn hoàn toàn ngành dầu mỏ của Mỹ, trở thành vua dầu mỏ thật sự cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. 5. Jacob Schiff, chiến lược gia tài chính của Rothschild. Mối quan hệ mật thiết giữa hai dòng họ Rothschild và Schiff có thể được truy ngược về năm 1785, khi Rothschild cha chuyển đến một tòa dinh thự 5 tầng ở Frankfurt và trong nhiều năm liền sống chung với dòng họ Schiff, cùng là các nhà tài phiệt ngân hàng gốc Do Thái ở Đức, nên hai dòng họ này có mối quan hệ hữu hảo kéo dài hàng trăm năm. Năm 1865, tròn 18 tuổi, Jacob Schiff đến Mỹ sau một thời gian thực tập ở ngân hàng Rothschild, Anh. Sau khi Tổng thống Lincoln bị ám sát, Jacob làm kế toán cho các ngân hàng châu Âu của Mỹ, đồng thời cùng thúc đẩy việc xây dựng chế độ ngân hàng trung ương tư hữu của Mỹ. Một mục đích khác của Mỹ chính là phát hiện, bồi dưỡng kiến thức cho đại diện ngân hàng của châu Âu, ngân hàng châu Âu, đồng thời đưa họ gia nhập vào các vị trí quan trọng như chính phủ, tòa án, ngân hàng, công nghiệp để chờ thời cơ. Ngày 1 tháng 1 năm 1875, Jacob liên kết với công ty Kuhn-Loeb cho trở thành thành viên chủ chốt của công ty. Dưới sự ủng hộ của đế chế Rothschild hùng mạnh, cuối cùng công ty Kuhn-Loeb đã trở thành một trong những ngân hàng đầu tư nổi tiếng nhất cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. 6. James G. Hyde, vua đường sắt. Xây dựng đường sắt là ngành công nghiệp quan trọng đòi hỏi nguồn tài chính lớn. Sự phát triển của ngành công nghiệp đường sắt khổng lồ tại Mỹ chủ yếu dựa vào nguồn tiền từ thị trường, vốn của Anh và các quốc gia khác ở châu Âu. Khống chế được phê phát hành công trái đường sắt Mỹ ở châu Âu chính là thủ đoạn của các nhà tài phiệt nhằm nắm giữ số phận của ngành công nghiệp này. Năm 1873, các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế đột ngột siết chặt nguồn tài chính đối với Mỹ, đồng thời bán tháo công trái của nước này. Điều đó khiến cho công trái đường sắt Mỹ lâm vào cảnh trợ chiều. Ngay khi cuộc khủng hoảng kết thúc vào năm 1879, dòng họ Rothschild lập tức trở thành chủ nợ lớn nhất của các ngành đường sắt Mỹ. Chỉ cần cao hứng một chút, nhà tài phiệt này có thể bóp chết mạch máu tài chính của bất kỳ công ty đường sắt nào của Mỹ. Trong bối cảnh đó, James G. Hyde, một thương gia khởi nghiệp với nghề vận chuyển đường sắt bằng hơi nước và than đá, buộc lòng phải đầu quân dưới trướng của các nhà tài chính để có thể sinh tồn và lớn mạnh trong sự cạnh tranh khốc liệt của ngành đường sắt. Morgan chính là chỗ dựa tài chính đối với ông ta. Với sự ủng hộ của Morgan, James G. Hyde đã thực hiện kế sách thôn tính hàng loạt công ty đường sắt đang lâm vào cảnh phá sản sau cuộc khủng hoảng năm 1873. Đến năm 1893, giấc mơ được nắm giữ ngành đường sắt xuyên Mỹ của James G. Hyde cuối cùng đã trở thành hiện thực khi tranh giành quyền khống chế đường sắt miền Tây. James G. Hyde đã gặp phải một đối thủ rất mạnh, Liên hiệp đường sắt Thái Bình Dương, Union Pacific Railroad, do tập đoàn tài chính Rockefeller đỡ đầu. Liên hiệp này đã bất ngờ tấn công ông trùm vận tải đường sắt bằng việc bí mật thu mua cổ phiếu của công ty Northern Pacific cho James G. Hyde kiểm soát. Khi phát hiện ra vấn đề thì James G. Hyde đã mất quyền kiểm soát công ty. Ông ta lập tức cầu viện khẩn cấp các nhà tài phiệt Morgan, lúc này đang trong kỳ nghỉ mát ở châu Âu. Morgan lập tức ra lệnh cho thuộc hạ phản kích lại sự khiêu khích của Rockefeller. Trong một thời gian dài, thị trường cổ phiếu phố Wall như lên cơn sốt. Nhà đầu tư tranh nhau mua cổ phiếu của công ty đường sắt Northern Pacific như ăn mày cướp cháo, thì khiến mỗi cổ phiếu cho có khi đã chạy nhảy lên mức $1,000. Hai con hổ đánh nhau ắt có con bị thương. Cuối cùng các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế buộc phải điều đình. Kết quả là công ty cổ phần chứng khoán miền Bắc được thành lập, hai con hổ cùng nhau kiểm soát ngành vận chuyển đường sắt Bắc Mỹ. Ngay trong ngành thành lập công ty này, Tổng thống McKinley bị ám sát, Phó Tổng thống Roosevelt
Cha lên kế nhiệm dưới sự phản đối quyết liệt của Rothschild, cha công ty chứng khoán miền Bắc bị đạo luật chống độc quyền đạo luật được Quốc hội Mỹ thông qua năm 1890 cưỡng chế giải thể. Sau đó, GMG2 quay hướng đầu tư về miền Nam, rút gọn ngành vận chuyển đường sắt từ Colorado thẳng đến Texas. Đến khi nào? Đến khi qua đời vào năm 1916, GMG2 đã tích góp được một tài sản lên đến 53 triệu đô la Mỹ. 7. Anh em nhà Warburg. Năm 1902, hai anh em Paul và Felix đệ từ Frankfurt, Đức di cư sang Mỹ. Hai chàng trai này xuất thân trong một gia đình có truyền thống về nghề ngân hàng, rất tinh thông trong lĩnh vực này, đặc biệt là Paul, người được coi là cao thủ trong giới tài chính thời đó. Rothschild tỏ ra rất xem trọng tài năng của Paul, nên đã đặc phái hai anh em từ ngân hàng của dòng họ Warburg cho đến Mỹ, vào lúc này đang rất cần nhân tài. Lúc này, dòng họ Rothschild thúc đẩy kế hoạch ngân hàng trung ương tư hữu ở Mỹ đã gần cả trăm năm, sự sụt sùi nhiều phen mà chưa được như ý. Lần này, Paul sẽ đảm nhận nhiệm vụ của công, chủ công. Sau khi đến Mỹ được một thời gian, Paul đã kết giao với công ty Kuhn Loeb của Jacob Schiff, đồng thời cưới con gái của vợ chồng Schiff, còn Felix cũng đã cưới một cô con gái khác của Schiff. Colonel Ellie Wilson, cố vấn tài chính suốt hai đời tổng thống Roosevelt và Wilson đã nhận xét rằng Aldrich đang gặp phải sự phản đối trên toàn quốc. Chính phủ, chính ngài Paul Warburg đã cơ cấu lại đề án Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Trí tuệ thiên tài đằng sau kế hoạch này đều bắt nguồn từ Alfred Rothschild của London. 8. Tuyến tiền tiêu của việc xây dựng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, cuộc khủng hoảng ngân hàng năm 1907. Năm 1903, Paul đem cương lĩnh hành động với các chỉ dẫn cách thức áp dụng những kinh nghiệm tiên tiến của các ngân hàng trung ương châu Âu đến nước Mỹ và trao cho Jacob Schiff. Sau đó, tài liệu này đã được trao cho James Stillman, CEO của National City Bank, sau này là ngân hàng Hoa Kỳ, và nhóm các nhà ngân hàng của New York. Mọi người đều cảm thấy như được khai sáng nhờ tư tưởng của Paul. Vấn đề là sự phản đối của dân chúng đối với ngân hàng trung ương tư nhân tăng lên rất mạnh. Giới công nghiệp cũng như các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ rất ác cảm với các nhà tài phiệt ngân hàng New York. Bất cứ đề án nào có liên quan đến ngân hàng trung ương tư nhân do các nhà tài phiệt ngân hàng đề xuất đều bị các nghị sĩ quốc hội tránh né, giống như tránh bệnh truyền nhiễm vậy. Trong một bầu không khí khó chịu mang đậm tính chính trị này, việc thông qua đề án ngân hàng trung ương nhằm tạo ra lợi thế cho các nhà tài phiệt ngân hàng quả thật là một điều vô cùng khó khăn. Để xoay chuyển tình thế bất lợi, một cuộc khủng hoảng tài chính khổng lồ đã bắt đầu được nghĩ đến. Trước hết, trong dư luận bắt đầu xuất hiện những khái niệm tài chính mới. Ngày 6 tháng 1 năm 1907, một bài viết của Paul với tiêu đề "Khuyết điểm và nhu cầu của hệ thống ngân hàng chúng ta" đã được công bố, để rồi từ đây, Paul trở thành người cổ suý hàng đầu cho chế độ ngân hàng trung ương ở Mỹ. Không lâu sau đó, tại hội nghị dành cho các thương gia New York, Jacob Schiff đã tuyên bố rằng nếu không đủ sức kiểm soát nguồn vốn tín dụng, ngân hàng trung ương của chúng ta sẽ phải trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính ghê gớm với tầm ảnh hưởng sâu rộng nhất. Giống như thời kỳ 1837, 1857, 1873, 1884 và 1993, các nhà tài phiệt ngân hàng đã sớm nhìn ra hiện tượng bong bóng xuất hiện trong sự phát triển quá nóng của nền kinh tế. Và đây cũng là kết quả tất yếu của việc không ngừng nới lỏng vòng quay lưu chuyển tiền tệ. Nói một cách hình tượng, toàn bộ quá trình này giống như việc nuôi cá trong hồ, việc chế nước vào hồ cá cũng giống như chuyện nới lỏng vòng quay lưu chuyển tiền tệ hay bơm một lượng lớn tiền vào nền kinh tế. Sau khi nhận được một lượng lớn tiền được bơm vào này, dưới sự mê hoặc của đời tiền bạc, các ngành, các giới bắt đầu ngày đêm khổ sở, nỗ lực sáng tạo ra của cải, và quá trình này giống như việc cá trong hồ ra sức hấp dẫn, hấp thụ các thành phần dinh dưỡng để ngày càng béo mập. Khi nhận thấy thời cơ thu nhập đã chín mùi, các nhà ngân hàng sẽ đột ngột siết chặt vòng quay lưu chuyển tiền tệ, rút cạn nước trong hồ, và phần lớn cá trong hồ là lúc này chỉ biết tuyệt vọng chờ đợi giây phút bị tóm gọn. Nhưng chỉ có các ông trùm ngân hàng lớn nhất mới biết được đâu là thời điểm bắt đầu hút nước với cá. Ngay sau khi một quốc gia thành lập chế độ ngân hàng trung ương tư nhân, việc kiểm soát quá trình rút nước hớt cá của đám tài phiệt ngân hàng lại càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Quy trình phát triển, suy thoái kinh tế, tích lũy và bốc hơi tài sản đều là kết quả tất yếu từ việc nuôi dưỡng một cách khoa học của các nhà ngân hàng. Morgan và các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế sau lưng ông ta đã tính một tóm một cách chính xác thành quả dự tính của cơn bão táp tài chính lần này. Trước hết là trò rung cây dọa khỉ, làm chấn động xã hội Mỹ, để thực tế chỉ rõ rằng một xã hội không có ngân hàng trung ương sẽ yếu ớt đến thế nào. Tiếp đến là trò bóp nghẹt và sát nhập vào các đối thủ cạnh tranh vừa và nhỏ, đặc biệt là những công ty đầu tư ủy thác mua bán, khiến các nhà ngân hàng cảm thấy khó chịu.
Các công ty đầu tư ủy thác thời đó đang nắm giữ nhiều nghiệp vụ mà ngân hàng không thể có, trong khi đó chính phủ lại hết sức thông thoáng về mặt quản lý. Tất cả những điều này khiến cho các công ty đầu tư ủy thác ra tay thu hút nguồn vốn xã hội và đầu tư vào các ngành nghề có rủi ro cao hay thị trường cổ phiếu. Đến khi cuộc khủng hoảng bùng phát vào tháng 10 năm 1907, khoảng một nửa các khoản gửi ngân hàng ở New York đều bị các công ty đầu tư ủy thác gán nợ với lãi suất cao để đầu tư vào thị trường cổ phiếu và công trái có mức rủi ro cao. Và như vậy, cả thị trường tài chính rơi vào trạng thái đầu cơ tột độ. Trong suốt mấy tháng trước thời gian này, Morgan liên tục đi nghỉ mát giữa London và Paris. Theo sự hoạch định công phu của các nhà tài chính quốc tế, Morgan trở về Mỹ. Không lâu sau, ở New York bỗng nhiên có tin đồn rằng Creaky Poker Trust, một công ty ủy thác mua bán lớn thứ ba nước Mỹ, sắp phá sản. Lời đồn đại như virus độc hại lan ra khắp New York với tốc độ chóng mặt. Những người có tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng vô cùng hoảng sợ chen chúc nhau sắp hàng. Vội suốt tháng, thâu đêm trước cửa các công ty ủy thác để trả rút hết tiền trong tài khoản của họ. Còn ngân hàng thì yêu cầu các công ty ủy thác này phải lập tức hoàn nợ do phải đối mặt với sức ép từ hai phía, nên các công ty đầu tư ủy thác chỉ còn biết cách vay tiền thị trường cổ phiếu. Lãi suất vay trong nháy mắt đã nhảy lên mức 150%. Đến ngày 24 tháng 10, giao dịch thị trường cổ phiếu hầu như rơi vào trạng thái đóng băng. Lúc này, Morgan xuất hiện với bộ mặt của một vị chúa cứu thế, vị chủ tịch sở giao dịch chứng khoán New York tìm đến phòng làm việc của Morgan cầu cứu. Với giọng run rẩy, ông ta cho Morgan biết rằng nếu trước 3 giờ chiều mà không thể tập trung đủ 25 triệu đô la, thì ít nhất 50 doanh nghiệp sẽ phá sản. Và ngoài việc đóng cửa sở giao dịch ra, ông ta không có lựa chọn nào khác. 2 giờ chiều, Morgan triệu tập khẩn cấp các hội nghị các nhà ngân hàng, và trong vòng 16 phút, các nhà ngân hàng đã gom đủ tiền. Morgan lập tức cho người đến sở giao dịch chứng khoán tuyên bố sẽ mở rộng tiện biên độ cho vay với lãi suất 10%. Cả sở giao dịch ngay lập tức vang lên một tràng hoan hô. Chỉ trong một ngày, nguồn vốn cứu trợ khẩn cấp đã hết veo, lãi suất lại bắt đầu sốt mạnh, 8 ngân hàng và công ty ủy thác mua bán đã đóng cửa. Morgan vội tìm đến ngân hàng thanh toán New York, yêu cầu phát hành ngân phiếu định mức, một nguồn tiền tạm thời để ứng phó với sự thiếu hụt hiện kim nghiêm trọng. Thứ bảy ngày 2 tháng 11 năm 1000, Morgan bắt đầu triển khai kế hoạch mà ông ta đã nung nấu từ lâu nhằm cứu vãn công ty Morph S. Chile đang chao đảo trong mưa gió. Công ty này đã lún sâu vào khoản nợ 25 triệu đô la, sắp phải đóng cửa, nhưng công ty này lại là chủ nợ chính của Tennis Corp and Iron Company. Nếu công ty này phải tuyên bố phá sản thì thị trường cổ phiếu New York sẽ hoàn toàn sụp đổ, hậu quả liên quan đến sẽ khó lường hết. Morgan cho mời tất cả các nhân vật tay to mặt lớn trong giới tài chính New York. Đến thư viện của ông, các nhà ngân hàng thương mại được bố trí trong phòng sách phía đông, trong khi ông tổng của công ty ủy thác mua bán được sắp xếp ở phòng sách phía tây. Còn các nhà tài chính đứng ngồi không yên và đang lo cho số phận của mình thì được Morgan bố trí một phòng riêng. Morgan vừa thừa biết rằng nguồn tài nguyên khoáng sắt và than đá của các bang Alabama, Georgia thuộc quyền nắm giữ của Tennessee Corp and Iron Company sẽ giúp tăng cường vị thế bá chủ gang thép do Morgan tạo lên. Dưới sự khống chế của pháp lệnh chống lũng đoạn, Morgan không thể nuốt trôi miếng mồi béo bở này, trong khi cuộc khủng hoảng lần này đã đem đến cho ông ta một cơ hội hiếm có. Điều kiện của Morgan là để cứu vãn Tennessee Corp and Iron Company cũng như cả ngành ủy thác mua bán, các công ty ủy thác mua bán cần phải huy động nguồn vốn 25 triệu đô la đồng thời mua lại quyền nợ của công ty khai khoáng và luyện thép Tennessee từ tay Morph S. Chile. Cuối cùng, dưới áp lực phá sản cận kề và sự mệt mỏi do lo nghĩ, các ông chủ của các công ty đầu tư đã phải đầu hàng Morgan. Ngay sau khi thâu tóm được miếng mồi béo bở là công ty Tennis Corp and Iron này, Morgan vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn còn một cửa ải cuối cùng phải vượt qua. Tổng thống Roosevelt, cha người luôn luôn phản đối tình trạng lũng đoạn, tối chủ nhật ngày 3 tháng 11, Morgan phái người đến Washington. Ngay trong đêm, với nhiệm vụ phải lấy được phê chuẩn của Tổng thống trước khi thị trường cổ phiếu mở cửa vào sáng thứ hai, ngân hàng khủng hoảng, hàng loạt doanh nghiệp đóng cửa, người dân tức giận vì đã đánh mất đi tất cả của cải. Điều này đã tạo nên sự khủng hoảng trong chính quyền khiến cho Roosevelt không thể không dựa vào sức mạnh của Morgan để ổn định lại đại cuộc. Trong thời khắc cuối cùng, ông ta đã buộc phải đặt bút ký và bản hạ thành liên minh. Khi đó chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ thị trường cổ phiếu ngày thứ hai mở cửa. Tin tức nhanh chóng lan khắp thị trường New York. Morgan đã mua lại Tennis Corp and Iron với giá siêu rẻ là 45 triệu đô la, trong khi giá trị thực của công ty này theo tính toán của John Maury ít nhất cũng phải 1 tỷ đô la Mỹ.
Mỗi một cuộc khủng hoảng tài chính đều là sự định hướng chính xác cho sự bùng nổ những âm mưu đã nung nấu từ lâu. Lâu đài tài chính mới tinh nguy Nga được rực rỡ luôn được xây dựng trên đống hoang tàn đổ nát của hàng ngàn hàng vạn người phá sản. 9. Từ chế độ bản vị vàng đến tiền giấy, bước chuyển lớn trong thế giới quan của các nhà ngân hàng. Từ cuối thế kỷ 19, trong nhận thức của các nhà ngân hàng quốc tế đối với tiền bạc lại có thêm một sự khác biệt mới. Châu Âu bước sang thế kỷ 20, các nhà tài phiệt ngân hàng đã tìm ra một thể chế tiền lệ pháp định hiệu quả cao hơn và cũng phức tạp hơn. Tiền lệ, tiền tệ pháp định đã thoát đi triệt để khỏi sự khống chế cứng rắn của các vàng và bạc đối với tổng lượng tiền cho vay, khiến cho việc khống chế tiền tệ ngày càng thêm mềm dẻo nhưng cũng kín đáo hơn, trong khi hiểu được rằng lợi ích thu được từ việc tăng cường cung ứng tiền tệ là vô hạn, tổn thất hơn rất nhiều so với lợi tức các khoản vay mà lạm phát tiền tệ đem lại. Các nhà ngân hàng bèn lập tức trở thành những người ủng hộ cuồng nhiệt nhất cho việc tiền tệ pháp định. Bằng việc phát hành thêm tiền với tốc độ nhanh mạnh, các nhà ngân hàng đã tước đoạt toàn bộ của cải giá trị nhất của dân chúng trên cả nước. Mà so với phương thức ngân hàng cưỡng chế phát mãi tài sản của người khác, lạm phát tiền tệ văn minh hơn nhiều, đồng thời cũng ít gặp phải sự kháng cự của người dân hơn, thậm chí còn khó mà phát hiện ra. Với sự tài trợ của các nhà tài phiệt ngân hàng, cách nghiên cứu kinh tế học về lạm phát tiền tệ dần chuyển hướng sang quỹ đạo của trò chơi số học đơn thuần, khái niệm lạm phát tiền tệ (currency inflation) do việc phát hành thêm tiền giấy gây nên đã hoàn toàn bị lý luận lạm phát giá cả (price inflation) che khuất. Lúc này, ngoài chế độ dự trữ vàng cục bộ cũng như việc cắt đứt mối quan hệ giữa tiền tệ và công trái quốc gia, các nhà ngân hàng lại có thêm một công cụ lợi hại hơn, lạm phát tiền tệ. Từ đây, các nhà ngân hàng đã thực hiện sự chuyển biến đầy kịch tính từ người bảo vệ vàng trở thành kẻ thù không đội trời chung đối với vàng. Nhận xét của Keynes đối với nạn lạm phát tiền tệ có thể nói là vô cùng sắc bén. Áp dụng biện pháp này, chính phủ có thể tận thu hoặc toàn bộ của cải của người dân một cách bí mật mà khó bị phát giác. Trong một triệu người thật khó có thể có một người có thể phát hiện ra hành vi ăn cắp này. Nói một cách chính xác thì biện pháp này không phải do Cục Dự trữ Liên bang thực hiện mà là chính phủ. 10. Cuộc tranh cử tổng thống năm 1912. Thứ 3. Vị hiệu trưởng của trường đại học Princeton sẽ trúng cử thống đốc bang New Jersey của các bạn tháng 11 năm 1912. Ông ta sẽ đắc cử tổng thống Hoa Kỳ tháng 3 năm 1917. Ông ta sẽ tiếp tục tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Và đó sẽ là một trong những tổng thống vĩ đại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Bài phát biểu của Rabbi Stephen ở New Jersey năm 1910. Wise, người sau này trở thành cố vấn thân cận của Tổng thống Wilson, có thể dự đoán chính xác kết quả của tranh cử Tổng thống trước 2 năm, thậm chí là kết quả bầu cử Tổng thống của 6 năm sau, hoàn toàn không phải vì trong tay ông ta thật sự có một quả cầu thần kỳ của các nhà phù thủy, mà bởi vì mọi kế hoạch đều là việc đã được các nhà tài phiệt ngân hàng vạch sẵn. Đúng như dự tính của các nhà ngân hàng quốc tế, cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1907 đã gây chấn động rất lớn đến các xã hội Mỹ, sự phẫn nộ của dân chúng đối với công ty đầu tư ủy khác, sự hoang mang đối với việc đóng cửa các ngân hàng, sự dè chừng và sợ hãi đối với thế lực của các ông trùm tài chính phố Wall hòa vào nhau tạo thành một trào lưu phản đối mạnh mẽ mọi sự lũng đoạn tài chính và đã cuốn cả nước Mỹ vào cuộc. Woodrow Wilson, hiệu trưởng trường đại học Princeton, chính là một nhân vật sục sôi phản đối sự lũng đoạn tài chính đó. Frank Vanderlip, chủ tịch National City Bank, đã từng nói rằng: "Tôi viết thư mời Woodrow Wilson, hiệu trưởng trường đại học Princeton, tham gia một buổi dạng tiệc và phát biểu diễn thuyết để cho ông ta biết được đây là một cơ hội trọng đại. Tôi đã nói rằng thượng nghị sĩ Alric cũng phải đến tham dự và phát biểu diễn thuyết. Câu trả lời của tiến sĩ Wilson đã khiến tôi phải kinh ngạc. Ông ta đã thẳng thừng từ chối phát biểu diễn thuyết chung với thượng nghị sĩ Alric." Thượng nghị sĩ Alric khi đó là người rất có thế lực với 40 năm làm việc trong quốc hội, nhưng có đến 36 năm là thượng nghị sĩ, lại là chủ tịch ủy ban tài chính thượng viện có quyền lực rất lớn. Bản thân là cha vợ của John Rockefeller, con có mối qua lại vô cùng thuật thiết với giới ngân hàng phố Wall. Năm 1908, ông ta đã đề nghị rằng trong tình huống khẩn cấp, ngân hàng có thể phát hành tiền tệ và dùng công trái của chính phủ liên bang, chính phủ bang và chính phủ địa phương cùng với phía công trái đường sắt làm tài sản thế chấp. Thú vị thật, rủi ro đã có chính phủ và người dân càng đáng, còn chỗ ngon chỗ lành thì các nhà tài phiệt ngân hàng hưởng cả. Điều này khiến người ta không thể không bái phục thủ đoạn của phố Wall. Cái đề án này được gọi là đạo luật tiền tệ khẩn cấp.
và trở thành cơ sở luật pháp cho đề án Cục Dự trữ Liên bang Mỹ năm năm sau đó. Thượng nghị sĩ Aldrich được coi là người phát ngôn của phố Wall. Woodrow Wilson tốt nghiệp Đại học Princeton năm 1879, sau đó học thêm ngành luật ở Đại học Virginia và bảo vệ ngày thành công luận án tiến sĩ ở Đại học John Hopkins vào năm 1886. Năm 1902, Woodrow Wilson chính thức trở thành hiệu trưởng Đại học Princeton. Với học vấn uyên thâm, ông luôn phản đối mạnh mẽ sự lũng đoạn tài chính, mà đương nhiên là không muốn gần gũi với người phát ngôn của các trùm tài chính. Mặc dù học cao hiểu rộng và có một trái tim bác ái, song vị hiệu trưởng trường Đại học Princeton cũng khó mà hiểu hết được kỹ xảo kiếm tiền của các nhà tài phiệt ngân hàng phố Wall. Đám tài phiệt ngân hàng hiểu rõ rằng Wilson là một người nổi tiếng chuyên phản đối sự lũng đoạn tài chính, một nhân vật với hình tượng trong sáng, và đó quả thật là một viên ngọc thần khiết khó có được. Vì thế các ông trùm nhà băng ngấm ngầm đổ tiền đầu tư vào Wilson, ra sức đẽo gọt hòng dùng ông vào việc lớn. Cũng may là Steve Lentock, chủ tịch ngân hàng đô thị quốc gia New York, lại là bạn học của Wilson ở Đại học Princeton. Năm 1902, việc Wilson nhận chức hiệu trưởng Đại học Princeton một cách thuận lợi chính là kết quả của sự hỗ trợ lớn về tài chính của Torquay. Có được một mối quan hệ không đơn giản như vậy, dưới sự sắp đặt của các nhà tài phiệt ngân hàng, Dock bắt đầu loan tin ở phố Wall rằng Wilson đã được dự đoán sẽ trở thành tổng thống tương lai. Mới nhậm chức hiệu trưởng được mấy năm mà Wilson đột nhiên được người khác tung hô mình là tổng thống tương lai, và việc Wilson thấy mừng âu cũng là chuyện thường tình. Đương nhiên, việc được tung hô như vậy luôn phải trả giá. Wilson đã bắt đầu quay lưng với phong trào phản đối lũng đoạn tài chính và xích gần lại với phố Wall. Quả nhiên, dưới sự ủng hộ của các ông chủ phố Wall, năm 1910, Wilson nhanh chóng trở thành thống đốc bang New Jersey. Bề ngoài, Wilson vẫn nghiêm khắc chỉ trích phố Wall lũng đoạn tài chính, cho dù thực tế trong lòng ông ta cũng hiểu rằng địa vị và tiền đồ chính trị của ông ta sẽ phải hoàn toàn dựa vào thế lực của các nhà tài phiệt ngân hàng. Còn đám tài phiệt thì ra bộ khoan dung và kiềm chế một cách lạ thường trước sự đả kích của Wilson. Dường như hai bên đã duy trì một sự hiểu ngầm khéo léo mà chẳng cần phải nói ra. Trong khi uy tín và thanh toán và thanh danh của Wilson ngày càng lên cao, các nhà tài phiệt ngân hàng đã chống rong cờ mở nhằm gây quỹ tranh cử tổng thống cho ông. Dock thành lập một văn phòng quân quỹ tranh cử cho Wilson tại số 42 đại lộ Broadway, New York, mở tài khoản ngân hàng đồng thời đóng góp một tấm chi phiếu trị giá $1,000. Bằng phương thức chuyển phát nhanh, Dock đã quyên góp được một khoản kinh phí cực lớn từ các nhà tài phiệt ngân hàng, và 2/3 nguồn kinh phí trong tổng số quyên góp được đều do 7 nhà tài phiệt ngân hàng lớn nhất phố Wall đóng góp. Sau khi được đề cử tổng thống, trong niềm vui khó kiềm chế nổi, Wilson đã viết thư cho Dock và nói rằng: "Thật là không thể tưởng tượng được niềm vui của tôi." Từ đây, Wilson đã hoàn toàn dốc sức cho hoài bão của các nhà tài phiệt ngân hàng. Với tư cách là người tham gia tranh cử của Đảng Dân chủ, Wilson đã mang trên vai mình trọng trách cùng niềm hy vọng vô cùng của đảng này. Cơn khát quyền lực của Đảng Dân chủ vốn đã mắt chiếc ghế tổng thống trong nhiều năm cũng chẳng khác gì cơn khát của Wilson. Thách thức lớn nhất lúc này của Wilson chính là đương kim tổng thống Taft, người khi đó còn chưa được biết đến trên toàn quốc, và so với Wilson thì rõ ràng Taft có lợi thế hơn nhiều. Trong khi Taft đang tự tin chuẩn bị bước vào nhiệm kỳ thứ hai và tỏ ý chưa sẵn sàng bật đèn xanh cho đạo luật của Aldrich, thì một sự việc kỳ lạ chưa từng thấy đã xảy ra. Cựu tổng thống Roosevelt, cha người tiền nhiệm của Taft, đã đột nhiên chen ngang để tham gia tranh cử tổng thống. Thật là họa vô đơn chí cho Taft của Đảng Cộng hòa lẫn người thay ca do Roosevelt lựa chọn. Năm đó, nhờ ép buộc cơ quan chứng khoán miền Bắc giải thể mà Roosevelt đã trở nên nổi tiếng. Ông được tiếng là cương quyết với nạn lũng đoạn, và sự xuất hiện đột ngột của ông ta sẽ xâm hại nghiêm trọng đến phiếu bầu cử của Taft. Trên thực tế, sau lưng của ba ứng cử viên này đều có sự ủng hộ của các nhà tài phiệt ngân hàng. Dưới sự dàn xếp của phố Wall, Roosevelt quả nhiên không cẩn thận đã gây hại nặng nề cho Taft, khiến Wilson trúng cử thuận lợi. Màn kịch này tuy khúc điệu có khác nhưng cách diễn thì lại hay như màn kịch của năm 1992, khi Bush cha bị Prairie cướp mất một lượng lớn phiếu bầu dẫn đến thất bại bất ngờ trước đối thủ mới Clinton. 11. Kế hoạch B. Với sự sắp đặt hết sức cơ mật và linh cảm nghề nghiệp vượt trội, các ông trùm ngân hàng ở đảo Jackie đã chuẩn bị sẵn hai kế hoạch. Kế hoạch thứ nhất chính là kế hoạch do thượng nghị sĩ Nathan Aldrich chủ trì, chịu trách nhiệm tấn công nghi binh để thu hút hỏa lực
của phía phản đối Đảng Cộng Hòa là phe ủng hộ kế hoạch Aldrich. Một phương án khác được gọi là kế hoạch B mới là hướng tấn công chính thực sự. Đây chính là đạo luật cục dự trữ liên bang Mỹ sau này. Còn Đảng Dân Chủ là lực lượng ủng hộ chủ yếu. Thực ra, cả hai kế hoạch này không có sự khác nhau về bản chất, chỉ có cách diễn đạt là khác nhau mà thôi. Cuộc tranh cử tổng thống cũng được phát triển xoay quanh mục tiêu hạt nhân này. Mối quan hệ giữa thượng nghị sĩ Aldrich với Falwell là chuyện ai cũng biết. Trong bầu không khí phản đối Falwell mạnh mẽ phủ rộng khắp nước, đạo luật cải cách tài chính cho ông đề xuất rất tất nhiên là thất bại. Còn Đảng Dân Chủ rời xa trung tâm quyền lực đã lâu, luôn đóng vai phê phán kịch liệt sự lũng đoạn tài chính. Thêm vào đó là hình ảnh tươi mới của Wilson. Tất cả những điều này khiến cho đạo luật cục dự trữ liên bang Mỹ do Đảng Dân Chủ ủng hộ có cơ hội sẽ được thông qua. Bằng một chiếc thiết kế khéo léo tạo ra cuộc khủng hoảng năm 1907, họ đã buộc cả hai đảng phải nhận ra rằng cần phải cải cách thể chế tài chính. Xuôi theo ý dân, lúc này các nhà ngân hàng đã phải hy sinh Đảng Cộng Hòa và chuyện ủng hộ Đảng Dân Chủ tất nhiên là việc làm hết sức logic. Để tiến thêm một bước trong việc mị dân, các nhà tài phiệt ngân hàng đã sử dụng cao chiêu khiến cho hai đảng phái công kích lẫn nhau. Thượng nghị sĩ Aldrich, chủ trì phe chống đối, dùng những lời lẽ nghiêm khắc chỉ trích đề án của Đảng Dân Chủ vốn có ý thù địch với ngân hàng và không có lợi cho chính phủ. Ông ta tuyên bố mọi chính sách tiền tệ pháp định quay lưng lại với hệ thống ngân bản vị vàng đều là thách thức nghiêm trọng đối với các nhà tài phiệt ngân hàng. Tạp chí Nation ngày 23 tháng 10 năm 1908 đã đăng lời nhận xét rằng chế độ tiền tệ pháp định của chính phủ không được bảo đảm bằng vàng và ngài Aldrich phản đối những cũng chính là kế hoạch do ông ta đề xuất năm 1908. Ông ta nên biết rằng trên thực tế chính phủ không liên quan đến việc phát hành tiền tệ. Các quy định đạo luật trong thảo luận Ủy ban Cục Dự trữ Liên bang hoàn toàn quyền không khống chế việc phát hành tiền tệ. Sự chỉ trích của Đảng Dân Chủ đối với đề án Aldrich cũng khiến thiên hạ thả hê. Họ cho rằng thứ mà Aldrich đang bảo vệ chính là lợi ích và địa vị lũng đoạn tài chính của các nước nhà ngân hàng phố Wall. Còn đề án Cục Dự trữ Liên bang Mỹ do Đảng Dân Chủ đề xuất là nhằm xây dựng nên hệ thống Ngân hàng Trung ương hoàn mỹ, phân quyền phân lập, trong đó Tổng thống bổ nhiệm, Quốc hội thẩm duyệt, các nhà ngân hàng đưa ra ý kiến chuyên môn, khống chế lẫn nhau. Do không am tường nhiều về công việc tài chính, nên Wilson tin rằng phương án này đã phá tan sự lũng đoạn của các nhà tài chính phố Wall đối với ngành tài chính. Chính nhờ sự phản đối và chỉ trích kịch liệt của Aldrich và Van der Leef cũng như phố Wall mà đạo luật Cục Dự trữ Liên bang Mỹ của Đảng Dân Chủ chiếm được thiện cảm của dân chúng. 12. Đề án Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được phê duyệt, mộng đẹp của các nhà tài phiệt ngân hàng thành hiện thực. Đồng thời, với sự kiện Wilson trúng cử tổng thống, kế hoạch B chính thức được khởi động ngày 26 tháng 6 năm 1913, tức là chỉ sau 3 tháng khi Wilson bước vào Nhà Trắng. Carter Grass, một nhà tài phiệt ngân hàng đồng thời là hạ nghị sĩ của bang Virginia, đã chính thức tung ra kế hoạch B tại Hạ viện. Dự luật Grass Bill, ông ta cố ý tránh dùng những từ ngữ quá kích động như ngân hàng trung ương và thay vào đó là Cục Dự trữ Liên bang. Ngày 18 tháng 9, dự luật này đã được thông qua tại Hạ viện với tỷ lệ 287 phiếu thuận và 85 phiếu chống trong tình hình đa số hạ nghị sĩ chẳng hiểu gì về bản chất của vấn đề. Sau khi được trình lên Thượng viện, dự luật này mang tên dự luật Grass-Owen. Bản thân Thượng nghị sĩ Robert Owen cũng là một nhà tài phiệt ngân hàng. Ngày 19 tháng 12 năm 1913, dự luật này đã được Thượng viện thông qua. Lúc này, trong hai bản dự luật này vẫn còn hơn 40 điểm khác nhau chờ giải quyết theo quy dính của hai viện. Trong vòng một tuần trước lễ Giáng sinh, Quốc hội sẽ không thông qua các dự luật quan trọng mà mọi người chỉ có thể đợi đến năm sau mới có thể bàn tiếp. Vì thế, rất nhiều nghị sĩ phản đối dự luật này đã nhao nhao rời Washington về nhà nghỉ lễ. Lúc này, ở Quốc hội có một văn phòng làm việc tạm thời. Paul Wapak, chỉ huy trực tiếp chiến địa này, đã nắm đúng cơ hội ngàn năm có một này, phát động một trận chiến sấm chớp. Ông cho mời các nghị sĩ đến văn phòng tạm thời này để thương thảo các bước tiếp theo. Tối thứ Bảy ngày 20 tháng 12, cả hai viện đã triệu tập hội nghị liên tịch tiếp tục thương thảo các điểm bất đồng. Quan trọng, lúc này ai cũng muốn thông qua dự luật bằng mọi giá trước kỳ nghỉ Giáng sinh. Thậm chí, ngày 17 tháng 12, Nhà Trắng tuyên bố bắt đầu cân nhắc đến danh sách thành viên Hội đồng Quản trị của Cục Dự trữ Liên bang khóa 1. Nhưng mãi đến giữa đêm hạ ngày 20, những bất đồng quan trọng vẫn chưa thể giải quyết. Dưới sự thúc ép của các nhà tài phiệt ngân hàng, hội nghị liên tịch quyết định sẽ liên tiếp tục họp chọn ngày Chủ nhật, tức ngày 21, nếu không giải quyết được vấn đề thì không nghỉ. Đến nửa đêm ngày 20, hầu như cả hai viện vẫn chưa đạt được sự thống nhất đối với một số vấn đề quan trọng. Những bất đồng này bao gồm số lượng ngân hàng địa phương của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, lượng vàng dự trữ được đảm bảo chắc chắn như thế nào, tỷ lệ dự trữ vàng, vấn đề kết toán tiền tệ trong mậu dịch quốc nội và quốc tế, đề án cải cách dự trữ vàng,
tiền tệ do Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phát hành có thể trở thành vàng dự trữ của ngân hàng thương mại hay không, tỷ lệ công trái chính phủ làm sản phẩm thế chấp để phát hành tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, vấn đề lạm phát tiền tệ. Sau một ngày, sáng thứ hai ngày 22, tờ New York Times đã đăng một bài báo quan trọng, dự luật tiền tệ hôm nay có thể trở thành luật. Dự luật tiền tệ hôm nay có thể trở thành luật, bài báo này đã nhiệt liệt tán dương hiệu suất làm việc của Quốc hội. Với một tốc độ làm việc chưa từng có, hội nghị liên tịch đã sửa đổi sự bất đồng đối với dự luật của hai viện. Mọi thứ đã hoàn tất vào sáng sớm hôm nay. Khoảng thời gian mà bài báo này đề cập vào nằm vào khoảng từ 1:30 đến 4 giờ sáng ngày thứ hai. Một dự luật quan trọng rồi đây sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân Mỹ đã được tiến hành dưới sự vội vàng và áp lực. Tuyệt đại đa số các nghị sĩ không thể đến kịp để đọc kỹ những số sửa đổi, chứ đừng nói đến việc chỉnh sửa dự luật. 4:30 sáng ngày 22, văn kiện cuối cùng đã được giao đến nhà in. Đúng 7 giờ, các nghị sĩ đối chiếu bản thảo lần cuối. 2 giờ chiều, văn kiện đã in xong được đặt trên bàn làm việc của các nghị sĩ với thông báo cuộc họp phải bắt đầu lúc 4 giờ chiều. 4 giờ chiều, hội nghị bắt đầu. Đúng 6 giờ, báo cáo cuối cùng của hội nghị liên tịch đã được đưa ra. Lúc này, đại đa số nghị sĩ đã đi ăn cơm tối. Trên hội trường chỉ còn lác đác mấy nghị sĩ. 7:30 tối, Grass bắt đầu đọc bài diễn văn kéo dài 20 phút, sau đó bước vào giai đoạn tranh luận. 11 giờ đêm, mọi người bắt đầu biểu quyết. Cuối cùng Hạ viện đã thông qua với số phiếu áp đảo là 298/60. Ngày nay, ngày 23, hai ngày trước lễ Giáng sinh, Thượng viện cũng đã biểu quyết thông qua dự luật Cục Dự trữ Liên bang với tỷ lệ là 43/25, vắng 27 nghị sĩ. Để báo đáp ơn tri ngộ của các nhà tài phiệt phố Wall, Tổng thống Wilson đã chính thức đặt bút ký vào dự luật này chỉ sau 1 giờ sau khi Thượng nghị viện thông qua dự luật Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Phố Wall là thành phố tài chính London tức khắc gieo mừng hoan hô. Trong bài diễn thuyết hôm đó, nghị sĩ Lindbergh đã nói rằng dự luật Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã trao quyền tín dụng lớn nhất trên trái đất. Ngay sau khi Tổng thống đặt bút ký vào dự luật này, quyền lực của tiền tài vốn dĩ chẳng xem chính phủ ra gì này sẽ được hợp pháp hóa. Người dân trong thời gian ngắn sẽ không thể biết được điều này, nhưng sau mấy năm nữa họ sẽ nhận ra tất cả. Đến lúc đó, người dân cần phải tuyên bố tuyên ngôn độc lập lại lần nữa mới có thể giải phóng mình ra khỏi quyền lực của đồng tiền. Thứ quyền lực của đồng tiền này cuối cùng cũng sẽ đủ sức khống chế cả quốc hội. Nếu như các nghị sĩ và hạ nghị sĩ chúng ta không lừa gạt quốc hội thì phố Wall không thể lừa gạt chúng ta. Nếu chúng ta thật sự có một quốc hội của dân thì người dân sẽ có đời sống ổn định. Sự phạm tội lớn nhất của quốc hội chính là dự luật hệ thống tiền tệ, dự luật Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, dự luật ngân hàng này là sai lầm lập pháp nghiêm trọng nhất trong thời đại của chúng ta. Giới chấp bu của hai đảng đã một lần nữa tước đoạt mất cơ hội nhận được những điều tốt đẹp từ chính phủ của chính họ. Còn các nhà tài phiệt ngân hàng thì không ngớt lời ca ngợi như vậy. Oliver Stent, chủ tịch American National Bank, đã nói một cách tràn trề nhiệt tình rằng việc thông qua dự luật tiền tệ này sẽ tạo ra ảnh hưởng tích cực đối với quốc gia và sẽ giúp ích cho hoạt động thương nghiệp. Theo tôi thấy, đây là sự bắt đầu cho một thời đại phồn vinh rộng khắp. Trong bài trả lời phỏng vấn tạp chí Independent tháng 7 năm 1914, Thượng nghị sĩ Aldrich đã tiết lộ trước khi dự luật Cục Dự trữ Liên bang Mỹ được thông qua, các nhà tài phiệt ngân hàng New York chỉ có thể kiểm soát nguồn vốn của vùng này. Bây giờ, họ đã có thể chi phối dự trữ và vàng trong ngân hàng của cả quốc gia. Trải qua hơn 100 năm đối đầu quyết liệt với chính phủ Mỹ, cuối cùng, các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế đã đạt được mục đích của họ, khống chế triệt để quyền phát hành tiền tệ quốc gia của nước Mỹ, và mô hình của ngân hàng Anh cuối cùng đã được phục chế thành công tại Hoa Kỳ. 13. Ai nắm giữ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ? Nhiều năm nay, vấn đề ai đang nắm giữ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vẫn luôn là một đề tài kín như bưng. Bản thân Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thì luôn quanh co úp mở. Giống như Ngân hàng Anh, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cũng giữ kín thông tin về các cổ đông. Hạ nghị sĩ Ray Parkman đảm nhận chức chủ tịch Ngân hàng Hạ viện và Ủy ban Tiền tệ đến 40 năm. Trong đó có 20 năm liền, ông không ngừng đề xuất phương án phế bỏ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Và ông cũng luôn để ý đến vấn đề rốt cuộc ai đang nắm giữ Cục Dự trữ Liên bang. Bí mật này cuối cùng đã được hé lộ. Eustace Mullins, tác giả cuốn sách Bí mật của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Secrets of Federal Reserve, đã trải qua hơn nửa thế kỷ nghiên cứu và thu thập được 12 giấy phép kinh doanh sớm nhất của Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Trên đó ghi rõ rằng giá trị mỗi một cổ phiếu, mỗi một cổ phần cấu thành của Cục Dự trữ Liên bang.
Ngân hàng New York của Cục Dự trữ Liên bang là ngân hàng khống chế thực tế hoạt động của hệ thống Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Tổng lượng cổ phần phát hành theo đăng ký trong văn bản gửi cơ quan kiểm toán ngày 19 tháng 5 năm 1914 là 20.030.53 cổ phần, trong đó National City Bank of New York dưới sự khống chế của công ty Rockefeller và Cuomo, tức là tiền thân của Ngân hàng Hoa Kỳ, nắm giữ số cổ phần lớn nhất là 30.000 cổ phần. First National Bank của Morgan nắm giữ 15.000 cổ phần sau khi sáp nhập vào năm 1955. Thành Ngân hàng Hoa Kỳ, hai công ty đã nắm giữ gần 1/4 số cổ phần của Ngân hàng New York thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, và trên thực tế nó đã quyết định chiếc ghế chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang. Việc Tổng thống bổ nhiệm chức chủ tịch chỉ là hình thức mà thôi, còn việc lấy ý kiến Quốc hội lại càng giống một màn kịch. Ngân hàng Thương mại Quốc tế New York, National Bank of Commerce of New York City của Paul Whitebrook nắm giữ 21.000 cổ phần. Hanover Bank của dòng họ Rothschild đảm nhận chức chủ tịch với quyền sở hữu 10.200 cổ phần. Chase National Bank nắm giữ 6.000 cổ phần. Chemical Bank nắm giữ 6.000 cổ phần. Tổng cộng, 6 ngân hàng này đã nắm giữ 40% cổ phần ngân hàng New York thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Đến năm 1983, họ đã nắm giữ tổng cộng là 53% lượng cổ phần. Sau khi điều chỉnh, tỷ lệ nắm giữ cổ phần của họ là Ngân hàng Hoa Kỳ 15%, Chase Manhattan 14%, Morgan Guaranty Trust 9%, Manufacturers Hanover 7%, Chemical Bank 8%. Tổng vốn đăng ký của Ngân hàng New York thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là 143 triệu đô la, nhưng việc các ngân hàng kể trên có chi ra khoản tiền này hay không vẫn là một câu đố. Một số nhà sử học cho rằng các ngân hàng chỉ chi ra một nửa hiện kim, trong khi một số nhà sử học khác thì cho rằng về cơ bản các ngân hàng không chi ra bất cứ hiện kim nào mà chỉ dùng hối phiếu để chi ra, và trên tài khoản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ mà bản thân họ đang sở hữu chỉ là sự biến động của mấy con số mà thôi. Còn sự vận hành của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thực ra chính là việc dùng giấy thế chấp phát hành ra giấy. Chẳng thế mà một nhà sử học đã mỉa mai rằng hệ thống ngân hàng dự trữ liên bang không mang tính chất liên bang, cũng chẳng có dự trữ và cũng không phải là ngân hàng nốt. Ngày 15 tháng 6 năm 1978, Ủy ban Đối ngoại của Chính phủ Thượng nghị viện Mỹ đã công bố báo cáo về lợi tức của các công ty chủ chốt của nước Mỹ. Báo cáo này cho thấy rằng 470 vị trí thành viên hội đồng quản trị là do người của 130 công ty chủ chốt nhất của Mỹ nắm giữ. Tính bình quân tại mỗi một công ty chủ chốt có 3,6 ghế trong hội đồng quản trị thuộc về các nhà tài phiệt ngân hàng. Trong đó, Ngân hàng Hoa Kỳ đã khống chế 97 ghế hội đồng quản trị, công ty JP Morgan là 99 ghế, Chemical Bank 96 ghế, Chase Manhattan 89 ghế, Hanover 89 ghế. Ngày 3 tháng 9 năm 1914, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định bán cổ phần ra công chúng, tờ New York Times đã công bố cơ cấu cổ phần của các ngân hàng chủ yếu như sau. National City Bank đã phát hành 250.000 cổ phiếu, James T. Mann nắm giữ 47.498 cổ phiếu, công ty JP Morgan nắm giữ 14.500 cổ phiếu, William Rockefeller nắm giữ 10.000 cổ phiếu, John Rockefeller nắm giữ khoảng 1.750 cổ phiếu. Ngân hàng Thương mại Quốc tế của quốc gia New York đã phát hành 250.000 cổ phiếu, Gregory Peck nắm giữ 10.000 cổ phiếu, công ty JP Morgan là 77.800 cổ phiếu, Mike Harriman 5.650 cổ phiếu, Paul Warburg 3.000 cổ phần, Jacob Schiff 1.000 cổ phần, JP Morgan Con 1.000 cổ phiếu, Chase Bank, Wellbury Park nắm giữ 13.408 cổ phiếu, Hanover Bank, James Steele nắm giữ 4.000 cổ phiếu, William Rockefeller nắm giữ 1.540 cổ phiếu. Kể từ khi thành lập vào năm 1913 đến nay, Cục Dự trữ Liên bang đã cho thấy một sự thật không thể bao biện rằng các nhà tài phiệt ngân hàng đang thao túng mạch máu tài chính, công thương nghiệp và chính trị của nước Mỹ. Hơn thế nữa, các nhà tài phiệt phố Wall đều có mối quan hệ mật thiết với dòng họ Rothschild của thành London. Benjamin Strong, CEO của Bankers Trust, được chọn làm chủ tịch hội đồng quản trị của Ngân hàng New York thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ khóa thứ nhất. Dưới sự khống chế của Strong, hệ thống dự trữ liên bang đã hình thành một mối quan hệ khăng khít chặt chẽ với Ngân hàng Anh và Ngân hàng Pháp. Benjamin Strong nắm giữ
giữ chức chủ tịch ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở New York mãi đến năm 1928, thì đột ngột tử vong trong khi Quốc hội đang điều tra hội nghị bí mật của Cục Dự trữ Liên bang cũng như giới chóp bu của Ngân hàng Trung ương Châu Âu. Những hội nghị bí mật này đã dẫn đến cuộc đại suy thoái năm 1929. 14. Hội đồng quản trị khóa 1 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Về sau, Wilson đã tự thừa nhận rằng ông ta chỉ được phép chỉ định một thành viên trong hội đồng quản trị thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và các thành viên còn lại đều do các nhà tài phiệt ngân hàng của New York lựa chọn trong quá trình đề cử và bổ nhiệm Paul Warburg vào vị trí chủ tịch hội đồng quản trị. Thượng nghị viện yêu cầu ông phải có mặt tại Quốc hội để trả lời chất vấn vào tháng 6 năm 1914, chủ yếu là tìm hiểu vai trò của ông trong quá trình soạn thảo dự luật Cục Dự trữ Liên bang. Nhưng rốt cuộc, Paul đã từ chối thẳng thừng. Trong thư gửi cho Quốc hội, ông tuyên bố rằng việc trả lời bất cứ chất vấn nào theo yêu cầu đều có thể sẽ ảnh hưởng đến vai trò của ông trong hội đồng quản trị Cục Dự trữ Liên bang. Vì vậy, ông quyết định từ chối việc tiếp nhận đề cử vào chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Tờ New York Times ngay lập tức lên tiếng minh oan cho Paul, và trong số ra ngày 10 tháng 7 năm 1914, tờ báo này đã chỉ trích thượng nghị viện không nên chất vấn Paul một cách hồ đồ như vậy. Hiển nhiên, Paul là nhân vật trung tâm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Nếu không có ông, chắc chẳng có người thứ hai nào biết được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ rốt cuộc vận hành như thế nào. Đối mặt với thái độ cứng rắn của ông, Quốc hội chỉ còn cách gật đầu và đưa ra một danh sách các câu hỏi trước khi ông nhậm chức. Và nếu như cảm thấy câu hỏi nào đó sẽ ảnh hưởng đến vai trò của mình, Paul có thể không trả lời. Và cuối cùng thì Paul đã đành miễn cưỡng đồng ý những yêu cầu được gặp mặt phi chính thức. Ủy ban nói, tôi biết ngài là người của Đảng Cộng Hòa, nhưng ngay khi Roosevelt tham gia tranh cử thì ngài lại trở thành người đồng tình và ủng hộ Wilson, Đảng Dân Chủ. Paul đáp, đúng vậy. Ủy ban nói, nhưng anh của ngài, Felix Warburg, lại ủng hộ Taft, Đảng Cộng Hòa. Paul đáp, đúng vậy. Điều thú vị là ba cổ đông của công ty Kuhn Loeb lại ủng hộ ba người khác nhau ra tranh cử tổng thống, trong đó có Otto Kahn ủng hộ Roosevelt. Giải thích của Paul là ba người này không can thiệp vào quan điểm chính trị của nhau bởi vì tài chính và chính trị không liên quan đến nhau. Paul vượt qua cuộc điều trần của Quốc hội một cách thuận lợi, trở thành chủ tịch thứ nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, sau đó trở thành phó chủ tịch của Hội đồng Quản trị. Ngoài Paul ra, bốn thành viên khác của hội đồng là Andrew Miller, nhà kinh tế học, xuất thân từ Đại học Chicago, do Rockefeller tài trợ và Đại học Harvard do Morgan tài trợ. Charles Hamlin từng đảm nhiệm chức trợ lý Bộ trưởng Tài chính. Friedrich Delano, thông gia của Roosevelt, nhà tài phiệt ngân hàng đường sắt. W.P.G. Harding, chủ tịch First National Bank of Atlanta. Thomas D. Jones, được Tổng thống Wilson đích thân tiến cử đã bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra và khởi tố, về sau tự rút lui khỏi Hội đồng Quản trị. Hai thành viên khác là Bộ trưởng Tài chính và Kiểm soát viên Tiền tệ. 15. Hội đồng Tư vấn Liên bang. Hội đồng Tư vấn Liên bang là một chiếc camera bí mật được Paul Warburg dày công thiết kế để khống chế Hội đồng Quản trị Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Trong quá trình vận hành hơn 90 năm của Cục Dự trữ Liên bang, Hội đồng Tư vấn Liên bang đã thực hiện một cách hết sức xuất sắc ý tưởng năm đó của Paul. Hầu như chưa có ai để ý cơ cấu này và sự vận hành của nó cũng chưa có nhiều công trình nghiên cứu đáng tin cậy. Năm 1913, Hạ nghị sĩ Grass đã ra sức quảng cáo cho Hội đồng Tư vấn Liên bang. Ông ta nói, ở đây không thể có thứ gì gian ác. Mỗi năm Hội đồng Quản trị Cục Dự trữ Liên bang sẽ hội đàm 4 lần với Hội đồng Tư vấn của các nhà tài phiệt ngân hàng, mỗi một thành viên đại diện cho Cục Dự trữ Liên bang, địa phương nơi mình sống. Chúng ta còn có thể bảo vệ lợi ích của công chúng tốt hơn sự sắp đặt này không? Bản thân Hạ nghị sĩ Grass là một nhà tài phiệt ngân hàng và ông ta không giải thích được hoặc cung cấp bất cứ chứng cứ nào cho thấy các nhà ngân hàng đã từng bảo vệ lợi ích gì của công chúng trong lịch sử của nước Mỹ. Hội đồng Tư vấn Liên bang do 12 nhà tài phiệt ngân hàng địa phương thuộc Cục Dự trữ Liên bang tiến cử hợp thành. Mỗi năm, hội đàm 4 lần với thành viên của Hội đồng Quản trị Cục Dự trữ Liên bang tại Washington. Các nhà tài phiệt ngân hàng đã đề xuất kiến nghị chính sách tiền tệ cho các nhà thành viên Hội đồng Quản trị của Cục Dự trữ Liên bang. Mỗi một đại biểu đại diện cho lợi ích kinh tế của địa phương mình, mỗi người đều có quyền bỏ phiếu như nhau. Đơn giản mà hoàn toàn kín kẽ về lý thuyết, nhưng trong sự khốc liệt tàn bạo của ngành ngân hàng thì đó hoàn toàn lại là một bộ quy tắc ngầm khác. Thật khó tưởng tượng được tại sao một nhà ngân hàng nhỏ của Cincinnati lại ngồi chung một bàn hội nghị với các chùm tài chính quốc tế như Paul Warburg, Morgan
để đề xuất kiến nghị chính sách tiền tệ với các ông trùm tài chính này, chỉ cần tiện tay móc trong túi ra một tấm chi phiếu, rồi ngoặc lên đó hai nét bút thì bất cứ ai trong số hai ông trùm tài chính này cũng đủ khiến cho các nhà tài phiệt ngân hàng nhỏ khuynh ra bại sản. Trên thực tế, sự sinh tồn của mỗi một nhà tài phiệt ngân hàng nhỏ trong số 12 khu vực liên bang đều hoàn toàn phụ thuộc vào sự ban ơn của 5 ngân hàng lớn ở phố Wall. 5 ông trùm này có ý đem đa số các giao dịch lớn với các ngân hàng châu Âu để chuyển thành các giao dịch nhỏ lẻ cho các ngân hàng vệ tinh trong các khu vực của mình xử lý. Và càng có được những thương vụ béo bở thì các ngân hàng vệ tinh càng thêm phục tùng nghe theo các ông trùm kia. Đương nhiên, 5 ông trùm kia cũng có quyền nắm giữ cổ phần của những ngân hàng nhỏ này. Nói chung, chúng ta không cần phải tưởng tượng nhiều cũng có thể biết được kết quả mỗi khi các ngân hàng nhỏ đại diện cho lợi ích khu vực của mình này cùng nhau thảo luận chính sách tiền tệ của Mỹ với 5 ông trùm tài chính kia. Cho dù kiến nghị của Hội đồng Tư vấn Liên bang chẳng có sức trói buộc lắm đối với việc quyết sách của Hội đồng Quản trị Cục Dự trữ Liên bang, nhưng đều đặn mỗi năm 4 lần, các nhà tài phiệt ngân hàng không ngại khổ cực phi hành đến Washington để hội họp với 5 ông trùm phố Wall. Có phải họ đến Washington chỉ để gặp gỡ trà nước với 5 nhà tài phiệt đó? Nên nhớ rằng họ là những con người vô cùng bận rộn, cùng lúc phải kiêm nhiệm chức chủ tịch Hội đồng Quản trị của 63 công ty như Morgan. Nếu như sự kiến nghị của họ không nhận được bất cứ sự suy xét nào mà họ vẫn vui vẻ, đó thực sự là điều hết sức kỳ lạ. 16. Chân tướng ở đâu? Tuyệt đại đa số người Mỹ hoàn toàn không thể hiểu được chính xác phương thức vận hành của các thể chế cho vay quốc tế. Sổ sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vốn dĩ chưa từng được kiểm tra. Nó hoàn toàn được vận hành bên ngoài phạm vi khống chế của Quốc hội và nó đang thao túng nguồn cung ứng tín dụng của nước Mỹ. Thượng nghị sĩ Piperi Goldwater: Để tạo ra giá cao, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chỉ cần hạ thấp lãi suất xuống nhằm mở rộng hoạt động tín dụng và tạo nên một thị trường cổ phiếu phồn vinh. Ngay sau khi ngành công thương đã quen với môi trường lãi suất như vậy, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã quyết định nâng cao lãi suất một cách tùy ý nhằm chấm dứt sự phồn vinh này. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và các nhà tài phiệt ngân hàng nắm giữ Cục Dự trữ Liên bang có thể dùng khả năng điều chỉnh lãi suất nhẹ nhàng khiến cho giá thị trường dao động lên xuống một cách hài hòa, như con lắc cũng có thể điều chỉnh mạnh lãi suất khiến cho các giá cả thị trường dao động dữ dội. Bất kể là tình hình nào, nó sẽ nắm giữ tin tức nội bộ của tình hình tài chính và biết trước sự thay đổi sắp đến của sự việc. Đây là điều mà không có một chính phủ nào có thể có được quyền biết trước thông tin thị trường, và đây cũng là điều kỳ lạ nhất và nguy hiểm nhất mà giai cấp đặc quyền thiểu số nắm giữ. Hệ thống này là thuộc tư hữu, toàn bộ mục đích vận hành của nó chính là lợi dụng tiền của những người khác để thu được lợi nhuận lớn nhất có thể. Họ biết được khi nào thì cần tạo ra khủng hoảng để thu lợi. Tương tự, họ cũng biết phải dừng khủng hoảng vào lúc nào. Khi tài chính được khống chế thì lạm phát tiền tệ và siết chặt tiền tệ đều có hiệu quả như nhau đối với mục đích của họ. Hạ nghị sĩ Charles Lynn Burt: mỗi một phiếu dự trữ liên bang đều đại diện cho một khoản nợ chưa trả của một đồng đô la của dự trữ liên bang. Báo cáo tiền tệ, Ngân hàng Hạ viện và Ủy ban tiền tệ, Ngân hàng khu vực của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ không phải là cơ cấu chính phủ mà là công ty độc lập do tư nhân nắm giữ và địa phương kiểm soát. Lewis và Chính phủ Mỹ, 1982. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ là một trong những cơ cấu bất hủ, là một trong những cơ cấu hủ bại nhất trên thế giới. Trong số những người có thể nghe chúng ta nói diễn thuyết của Quốc hội, chẳng một ai biết được trên thực tế quốc gia của chúng ta đang bị các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế thống trị. Có một số người cho rằng Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang là cơ cấu của chính phủ Mỹ. Trên thực tế, Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang không phải là cơ cấu chính phủ mà là cơ cấu lũng đoạn hoạt động tín dụng do tư nhân chỉ đạo. Cục Dự trữ Liên bang đang bóc lột nhân dân Mỹ về lợi ích của bản thân họ cũng như lợi ích của những kẻ bị bợm ngoại quốc. Hạ nghị sĩ Louis M.C. Fadden: khi viết chi phiếu, trong tài khoản của bạn và tôi cần phải có đủ tiền để bảo đảm cho kim ngạch của chi phiếu đó. Thế nhưng, khi xuất chi phiếu trong tài khoản của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, chẳng có bất cứ món tiền nào để bảo đảm. Đây cũng là lúc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sáng tạo ra tiền tệ. Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Boston: từ năm 1913 đến năm 1949, nguồn vốn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ từ 143 triệu đô la đã tăng vọt lên 45 tỷ đô la. Số tiền này trực tiếp chảy vào hầu bao của các cổ đông ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. L. Istaki Mullins: rất nhiều vị tổng thống đã đưa ra lời cảnh báo về sự đe dọa của quyền lực tiền tệ. Nhiều ghi chép của Quốc hội và các án lệ pháp luật đã nói rõ ràng rằng tính chất tư hữu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Nhưng có bao nhiêu người dân Mỹ, người dân Trung Quốc cũng như các quốc gia khác biết được điều này? Đây mới là điểm đáng sợ của vấn đề. Chúng ta cho rằng giới truyền thông uy quyền của phương Tây, tự do công bằng sẽ phơi bày tất cả. Nhưng trên thực tế, chân tướng của vấn đề luôn bị giới truyền thông cố ý bỏ qua. Vậy còn sách giáo khoa của nước Mỹ thì sao? Vốn dĩ, các loại sách giáo khoa Mỹ đều lấy việc lựa chọn những nội dung lành mạnh cho thế hệ sau,
mà bỏ qua các loại quỹ mang danh nghĩa của các nhà ngân hàng quốc tế. Trước khi qua đời, Tổng thống Wilson đã thừa nhận rằng mình đã bị lừa dối trong các vấn đề liên quan đến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Ông đã day dứt khi nói rằng, tôi đã vô ý hủy hoại của Tổ quốc mình. Khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chính thức đi vào hoạt động ngày 25 tháng 10 năm 1914, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã bùng nổ, lại một sự trùng hợp hoàn hảo về thời gian. Các cổ đông của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang hồ hởi trở thêm một mẻ cá lớn. Phần 4. Chiến tranh và suy thoái, mùa bội thu của ngân hàng quốc tế. Nguy cơ thật sự của đất nước Cộng hòa chúng ta chính là chính phủ bù nhìn này, một con bạch tuộc khổng lồ với vô vàn xúc tu đang bám chót lấy các thành phố, các bang và đất nước của chúng ta. Cái đầu của con bạch tuộc này là tập đoàn dầu khí của Rockefeller và một nhóm nhỏ được gọi là chùm sò tài chính có năng lực cực lớn của các ngân hàng quốc tế. Trên thực tế, chúng đang thao túng chính phủ Mỹ nhằm thỏa mãn ham muốn cá nhân của bản thân mình. Thông qua việc khống chế nguồn cung ứng tiền tệ để dễ bề điều khiển chính phủ, các nhà tài phiệt ngân hàng càng có cơ hội để bóc lột người dân và cướp bóc nguồn tài nguyên của quốc gia. Đây chính là lý do giải thích vì sao các dòng họ lớn này luôn tập trung cao độ vào quyền lực, đồng thời giúp sức để sai khiến quyền lực và thông qua việc phát hành tiền tệ để chiếm đoạt tài nguyên. Các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế này cũng như gia tộc Rockefeller chính là thế lực khống chế phần lớn báo chí của đất nước. Họ sử dụng những chuyên mục bình luận trên các báo cáo này để kiềm chế các quan chức chính phủ, những người không quy thuận sẽ bị họ tấm khứ ra khỏi cơ cấu chính phủ. Trên thực tế, các nhà tài phiệt ngân hàng đã khống chế cả hai đảng, Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ, kiểm soát cương lĩnh chính trị của hai đảng, khống chế các nhân vật lãnh đạo, tin dùng các ông trùm của các công ty tư nhân. Nói chung, họ không từ bất cứ thủ đoạn nào để sắp đặt nhân sự trong các cơ vân cấp cao của chính phủ theo ý của họ. John Hillen, thị trưởng thành phố New York năm 1927. Chiến tranh luôn cần đến tiền. Trên thực tế, quy mô chiến tranh càng lớn thì lượng tiền ra càng nhiều. Đây là cái lý mà ai cũng biết. Vấn đề là ai tiêu tiền của ai? Do chính phủ Âu Mỹ không có quyền phát hành tiền tệ nên nguồn tiền tất yếu chỉ có thể được vay từ ngân hàng. Chiến tranh làm cho tốc độ tiêu hao vật tư tăng cực độ, khiến cho các nước tham chiến dù có thất bại cũng phải theo cuộc đến cùng. Chiến tranh cũng khiến cho các chính phủ tìm mọi cách để vay tiền ngân hàng. Bởi vậy mà một điều dễ hiểu là tại sao chiến tranh luôn là đề tài yêu thích nhất của các ngân hàng. Họ hoạch định chiến tranh, kích động chiến tranh, đầu tư cho chiến tranh và những lâu đài hoa lệ của các ngân hàng quốc tế lại thường được xây trên đống đổ nát chồng chất tang thương của chiến tranh. Một khi một thủ đoạn kiếm tiền khác của các ngân hàng quốc tế là tạo ra suy thoái kinh tế, trước tiên họ mở hầu bao để thúc đẩy tín dụng phát triển, tạo nên tình trạng thị trường bong bóng, rồi sau khi tài sản của người dân đã đổ dồn vào cơn sóng dầu, sóng đầu cơ thì rút mạnh vòng quay lưu chuyển tiền tệ, tạo nên suy thoái kinh tế và sụt giá tài sản. Khi giá tài sản sụt xuống chỉ còn 1/10, thậm chí chỉ là 1% giá trị thực mà họ lại ra tay mua vào. Trong ngôn ngữ của các ngân hàng quốc tế thì hành động này được gọi là xén lông cừu. Sau khi ngân hàng trung ương tư nhân được thành lập, cường độ và phạm vi của hành động xén lông cừu đã đạt đến mức chưa có tiền lệ trong lịch sử. Hành động xén lông cừu gần đây nhất xảy ra năm 1997 trên cơ thể của các con hổ nhỏ và rồng nhỏ của châu Á. Việc con cừu Trung Quốc béo núc rốt cuộc có thoát khỏi vận đen xén lông cừu hay không còn tùy thuộc vào việc nó có chịu nghiên cứu nghiêm túc thảm kịch xén lông cừu kinh hoàng đã từng xảy ra trong lịch sử nhân loại hay không. Sau khi các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài xâm nhập vào toàn diện vào Trung Quốc thì điều khác nhau căn bản nhất so với trước đây nắm ở chỗ ngân hàng quốc hữu trước đây tuy có xung lực thúc đẩy lạm phát tiền vốn để kiếm lợi nhuận nhưng tuyệt đối không có ý đồ và khả năng thông qua việc siết chặt tiền tệ để tắm máu tài sản của dân. Sở dĩ tại Trung Quốc kể từ ngày lập nước đến nay chưa từng xảy ra nguy cơ kinh tế lớn chính là vì nước này không có đủ ý đồ chủ quan và khả năng khách quan để tạo nên nguy cơ kinh tế sau khi các ngân hàng quốc tế xâm nhập toàn diện vào Trung Quốc. Thì tình hình đã có sự biến đổi mang tính chất căn bản. 1. Không có Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thì không có cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Khi nói về sự bùng phát của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, trong cuốn Thuật Ngoại giao nổi tiếng của mình, Kissinger đã có một câu bình luận rất ấn tượng rằng điều khiến người ta kinh ngạc là cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ không phải do một sự việc không thấm tháp gì so với các cuộc khủng hoảng trước đó, mà là bởi nó dục bùng nổ sau một thời gian rất dài. Ngày 28 tháng 6 năm 1914, Thái tử Ferdinand von Strucker
Este của vương triều Habsburg, vương triều chính thống của châu Âu, bị Osterich thôn tính vào năm 1908, đã bị một thích khách trẻ tuổi người Serbia ám sát. Đây chỉ là một hành vi phục thù trong kế hoạch của một tổ chức khủng bố đơn thuần. Lúc đó, chẳng ai nghĩ rằng việc này lại trở thành ngòi nổ cho một cuộc đại chiến trên toàn cầu, kéo theo 30 quốc gia, 1,5 tỷ người vào vòng khói lửa và làm thương vong hơn 30 triệu người. Do cuộc chiến tranh Pháp phổ nổ ra mà Pháp và Đức đã trở thành kẻ thù truyền kiếp của nhau, trong khi nước Anh thoát khỏi chính sách đại lục châu Âu, Quang Kinh cô lập và phải đối mặt với cục diện sức mạnh Pháp yếu. Lúc này, Đức đã trở thành cường quốc số 1 châu Âu. Nếu không khống chế được, quốc gia này ắt sẽ trở thành mối lo thường trực của Anh. Vậy là Anh lôi kéo Nga, vốn cũng là nước có chút thiềm khích với Đức, cùng Pháp thành lập hiệp bước ba nước, Triple Entente, còn Đức liên minh với Áo, từ đây hình thành nên hai tập đoàn đối lập lớn nhất châu Âu. Hai bên không ngừng chạy đua vũ trang chiến lược, duy trì một đội quân sẵn sàng chiến đấu có quy mô lớn. Chính phủ các nước đều vì vậy mà lún sâu vào vũng lầy nợ lần. Một bản báo cáo chi tiết thu thập thông công nợ của các quốc gia châu Âu cho thấy rằng số tiền chi trả lãi suất hàng năm cho các loại công trái lên đến 5.343 tỷ đô la. Các nước châu Âu đã lún sâu vào các khoản nợ lần này, còn chính phủ các nước này thì không thể kiểm soát nổi tình hình, cho dù gây ra nhiều khả năng đáng sợ, nhưng so với tình trạng hòa bình với giá cả đắt đỏ và tình trạng bất ổn định thì có lẽ chiến tranh là một sự lựa chọn đáng để suy nghĩ. Trên thực tế, từ năm 1887 đến năm 1914, tình hình chính trị bất ổn cộng với giá cả đắt đỏ vẫn bám chặt châu Âu. Chính phủ các nước châu Âu vì chạy đua vũ trang mà lâm vào nguy cơ phá sản, nhưng vẫn nhìn nhau bằng con mắt đối địch. Tục ngữ có câu, một phát pháo nổ đáng giá vạn lượng vàng, hệ thống ngân hàng châu Âu cung cấp các khoản vay tín dụng cho các bên đối lập do dòng họ Rothschild xây dựng và phát triển, đã giúp sức xúi dục cuộc đối đầu quân sự này. Trên thực tế, các quốc gia đang dùng tiền và lương thực để đánh nhau. Đến năm 1914, một điều rất rõ ràng là các quốc gia chủ yếu của châu Âu đã không thể gánh vác một cuộc chiến tranh trên quy mô lớn. Tuy có lực lượng quân đội luôn trong tình trạng sẵn sàng và một chế độ động viên quân sự phổ cập cũng như hệ thống vũ khí hiện đại, nhưng kinh tế của các quốc gia này lại không đủ sức để chi trả các khoản chi phí chiến tranh khổng lồ. Tình hình này diễn ra đúng như những gì cơ quan tình báo Nga viết trong thư gửi cho Sa Hoàng vào tháng 2 năm 1914. Không còn nghi ngờ gì nữa, chi phí chiến tranh sẽ vượt ra ngoài khả năng chịu đựng của Nga, cho nên chúng ta cần phải vay tiền các nước liên minh và các quốc gia trung lập dù phải trả giá đắt. Nếu kết quả cuộc chiến bất lợi cho ta, hậu quả kinh tế của việc chiến bại là khó có thể tính được, nền kinh tế nước nhà sẽ rơi vào trạng thái hoàn toàn tê liệt. Dù có giành được thắng lợi thì chúng ta cũng không lấy gì làm vui nếu điều đó gây bất lợi cho nền tài chính nước nhà. Bởi một khi thua trận thì nước Đức cũng sẽ chẳng có gì để bồi hoàn chi phí chiến tranh cho ta. Hiệp ước hòa bình sẽ mang lại lợi ích cho nước Anh mà không cho phép Đức có cơ hội được phục thù kinh tế để trả hết các khoản nợ cho chúng ta. Thậm chí, sau khi chiến tranh kết thúc, Đức cũng không thể có khả năng hoàn toàn trả hết các khoản nợ. Trong tình hình này, một cuộc chiến quy mô lớn đã xảy ra là điều không thể hình dung nổi. Nếu như chiến tranh thực sự bùng nổ thì cũng chỉ có thể diễn ra trong phạm vi cục bộ, mang tính tạm thời và ở cấp độ thấp. Có thể sẽ giống như cuộc chiến phổ Pháp năm 1870, một cuộc chiến chỉ kéo dài trong khoảng thời gian 10 tháng, nhưng kết quả chiến tranh như thế chỉ có thể xoa dịu chứ không thể giải quyết cục diện đối lập ở châu Âu. Cho nên, thời gian khai chiến chỉ có thể tiếp tục được kéo dài trong sự bất ổn chính trị và giá cả leo thang, mãi cho đến khi có sự ra đời của cục dự trữ liên bang Mỹ. Lúc này, nước Mỹ bên kia bờ đại dương đã là một cường quốc công nghiệp số 1 thế giới, có năng lực lớn trong sản xuất công nghiệp và nguồn tài nguyên phong phú. Nhưng mãi đến năm 1913, Mỹ vẫn là một nước dựa vào các nước khoản vay nước ngoài và có ít khả năng cung cấp các khoản vay cho nước ngoài. Nguyên nhân chính là do không có sự hiện diện của ngân hàng trung ương và bởi vậy các ngân hàng New York khó có thể tập trung điều động nguồn tài chính trong cả nước. Nhưng các ngân hàng thường có hứng thú với chiến tranh quy mô lớn, bởi chiến tranh sẽ đem lại cho họ nguồn lợi nhuận khổng lồ. Ngay sau khi đề án cục dự trữ liên bang Mỹ được thông qua, các nhà ngân hàng quốc tế lập tức bắt tay hành động. Ngày 3 tháng 8 năm 1914, ngân hàng của Rothschild ở Pháp đã gửi thông báo cho Morgan để đề nghị lập tức chuẩn bị một khoản tín dụng trị giá 100 triệu đô la Mỹ để Pháp mua vật tư từ Mỹ. Khi nghe tin, Wilson lập tức phản đối, trong khi William Jennings Bryan, Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ lúc bấy giờ, lên án khoản cho vay này là giao dịch phi pháp xấu xa nhất. Đức và Mỹ xưa nay chưa từng kết giao với nhau trong kinh tế và chính trị. Lúc này, Mỹ có khoảng 8 triệu người Mỹ gốc Đức, chiếm khoảng 10% dân số Mỹ. Và khi Mỹ lập quốc suýt nữa thì tiếng Đức đã trở thành quốc ngữ của Mỹ. Người Mỹ gốc Đức có sức ảnh hưởng chính trị không nhỏ, thêm vào đó, dân nhập cư đến từ
Ireland vốn dĩ không mấy thiện cảm đối với Anh. Chính phủ Mỹ đã từng mấy phen giao chiến với Anh, cho nên ở giai đoạn sơ khởi của chiến tranh, chính phủ Mỹ luôn giữ một thái độ dùng rằng khác hẳn với các nhà ngân hàng đang sốt ruột như kiến bò trong chảo nóng. Các đại gia ngân hàng tích cực xúi giục Mỹ tuyên chiến với Đức, còn chính phủ thì kiên quyết phản đối chiến tranh để vào giữ thế trung lập. Trước tình thế này, các nhà tài phiệt ngân hàng bèn nghĩ ra một kế sách tạm thời, cấp tín dụng cho các nước thuộc khối đồng minh để mua vật tư của Mỹ, thay vì cho các nước này vay tiền thông qua việc bán công trái. Dưới sự bức ép của các ngân hàng, Wilson buộc phải gật đầu đồng ý. Vì thời gian bầu cử tổng thống mới cho nhiệm kỳ tiếp theo sắp đến gần, nên Wilson ngày càng nghiêng về lập trường của các nhà ngân hàng trong vấn đề tham chiến với hy vọng tái đắc cử lần hai. Ngày 23 tháng 12 năm 1913, dự luật Cục Dự trữ Liên bang được thông qua và các điều kiện cho sự bùng phát một cuộc chiến tranh ở cấp độ thế giới đã bước vào giai đoạn chín muồi. Cỗ máy chiến tranh vốn im lặng quá lâu cuối cùng đã có thể khởi động. Ngày 16 tháng 11 năm 1914, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chính thức đi vào hoạt động. Ngày 16 tháng 2, Tavistian, cánh tay đắc lực của Morgan đến Anh để đàm phán với Thủ tướng Anh Herbert Hart Asquith về khả năng Mỹ cung cấp cho Anh một khoản tín dụng. Ngày 15 tháng 1 năm 1915, ngân hàng Morgan và Anh đã đạt được bản hợp đồng tín dụng với tổng giá trị là 10 triệu bảng. Đối với Mỹ, việc này là một thương vụ tương đối khả quan vì chẳng ai có thể ngờ rằng tổng số tài khoản vay cuối cùng lại đạt đến mức 3 tỷ đô la Mỹ, một khoản vay khổng lồ. Ngân hàng Morgan đã thu 1% phí thủ tục, nghĩa là ngân hàng này xơi trọn 50 triệu đô la. Mùa xuân năm đó, ngân hàng Morgan lại ký kết hợp đồng tín dụng với chính phủ Pháp. Tháng 9 năm 1915 là thời khắc để các ông trùm khảo nghiệm liệu phố Wall có thể đủ sức trở thành trung tâm tài chính thế giới hay không. Khoản vay Anh Pháp trị giá 500 triệu đô la Mỹ chính thức được mở màn. Tổng thống Wilson vốn dĩ trước đó luôn kiên quyết phản đối việc này đã không chống đỡ được sự tấn công từ cả phía các nhà ngân hàng lẫn các thành viên nội các. Tân Bộ trưởng Ngoại giao của Wilson là Robert Lansing cảnh báo rằng nếu không có các khoản vay thì nền sản xuất sẽ bị hạn chế, công nghiệp suy thoái, nguồn vốn và sức lao động bỏ không, nguy cơ phá sản sẽ diễn ra trên quy mô lớn, sự tức giận và bất mãn của dân chúng sẽ tăng lên. Nghe xong, Wilson toát mồ hôi lạnh, chỉ còn biết nhượng bộ thêm lần nữa. Đối với việc bán công trái ra ngoài, với quy mô chưa từng có lần này, các ngân hàng ở phố Wall cũng đã phải tung hết tuyệt chiêu của mình. 61 nhà tài phiệt ký nhận trách nhiệm thanh toán công trái và 1.570 cơ cấu tài chính tham gia vào nghiệp vụ phát hành và tiêu thụ. Đây là một nhiệm vụ cực kỳ gian nan, đặc biệt việc mở rộng tiêu thụ những công trái này đến miền Trung và Tây Mỹ càng trở nên khó khăn hơn. Người dân Mỹ đều không cho rằng cuộc chiến tranh này là vấn đề của châu Âu và họ có quan hệ trực tiếp gì trong cuộc chiến tranh đó. Đồng thời, không muốn đem tiền của đổ vào cuộc chiến. Để đánh tan sự nghi ngờ này, các ngân hàng đã mạnh miệng tuyên truyền rằng nguồn tiền đầu tư này sẽ ở lại nước Mỹ, mặc dù đã dùng rất nhiều chiêu thức, nhưng vùng Trung Tây Mỹ chỉ có một ngân hàng của Chicago chịu gia nhập vào đội quân của phố Wall. Hành động này lập tức đã gây phẫn nộ đối với hậu duệ của người Đức ở vùng này. Họ đã phát động kế hoạch ngăn chặn các cuộc vận động của ngân hàng. Đến cuối năm 1915, vẫn có một khoản công trái trị giá 187 triệu đô la Mỹ chưa được bán xong. Khi chiến tranh bước sang thời khắc quan trọng, để kiếm được nhiều tiền hơn nữa, chính phủ Anh tuyên bố sẽ trưng thuế thu thập lợi tức đối với công trái Mỹ mà người dân Anh đang nắm giữ. Người dân Anh lập tức bán tháo những công trái này. Ngân hàng Anh Quốc đã rất nhanh tay thu mua một lượng khổng lồ công trái Mỹ và lập tức lệnh cho các công ty đại lý của Morgan ở Mỹ đem những công trái này ra tiêu thụ ở phố Wall. Các nhà đầu tư Mỹ tự nhiên đón nhận khoản công trái của nước mình. Thật nhanh chóng, khoản công trái trị giá 3 tỷ đô la Mỹ đã chảy vào thị trường. Nước Anh lại thu được một khoản tiền khổng lồ để chi trả cho chiến sự. Nhưng vị trí chủ nợ được tích lũy hơn 100 năm của người Anh trong thoáng chốc đã tan theo khói lửa chiến tranh. Từ đây, trong mối quan hệ chủ nợ của Anh đối với Mỹ thì đã thay đổi về cơ bản. Tín dụng của Mỹ như được tiếp thêm dầu vào lửa, ngọn lửa chiến tranh bắt đầu tức tốc lan tràn, mức độ thảm khốc của cuộc chiến tranh cũng theo đó mà leo thang ngược độ. Chỉ trong chiến dịch ở sông Maine, nội chỉ một ngày, các nước đồng minh đã tiêu tốn hết 200.000 phát đạn pháo. Nhân loại cuối cùng đã hiểu được rằng sự kết hợp giữa hệ thống sản xuất công nghiệp hiện đại, hậu cần hiện đại và thủ đoạn tài chính hiện đại có thể khiến cho cuộc chiến tranh ngày càng thêm thảm khốc và kéo dài. Cuộc chiến tranh khiến cho vật tư tiêu hao với tốc độ chóng mặt. Chiến tranh đã khiến các nước tham chiến bất chấp mọi giá để theo đuổi, bất chấp mọi giá để vay ngân hàng. Đó là lý do vì giá tệ sao? Chiến tranh luôn là điều mà các nhà ngân hàng mong chờ và yêu thích. 2. Cục Dự trữ Liên bang thời chiến dưới sự thao túng của Benjamin Strong. Benjamin Strong bắt đầu gây được sự chú ý của công chúng là vào năm 1904 khi ông trở thành quyền chủ tịch của ngân hàng Trust. Khi đó, Davidson, một nhân vật thân tín của Morgan, đang lo lắng trước việc các công ty ủy thác ngày càng lớn mạnh. Phạm vi nghiệp vụ của những công ty ủy thác này còn rộng hơn các ngân hàng thương mại và bị chính phủ trói buộc ít hơn. Vì vậy, có thể thu hút tài chính của mức độ
lợi nhuận cao hơn. Để đối phó với sự cạnh tranh mới này, sau khi nhận được sự đồng ý của Morgan, vào năm 1903, Davidson cũng đã can dự vào việc mua bán ủy thác và Strong trở thành người thực thi cụ thể của Davidson. Trong cơn khủng hoảng năm 1907, ủy thác ngân hàng còn có thêm các hành động cứu vãn cơ cấu tài chính khác và nhờ vậy mà danh tiếng của Strong nổi như cồn. Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thành lập vào năm 1913, Davis và Paul Warburg tìm đến Strong để tiến hành một cuộc đàm phán và hy vọng Strong sẽ đảm nhận vị trí chủ tịch ngân hàng New York thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Và Strong đã vui vẻ đồng ý. Từ đây, Strong trở thành nhân vật chính yếu trong hệ thống Dự trữ Liên bang Mỹ. Strong nhanh chóng thích ứng với vai trò mới. Ông ta đã thành lập một diễn đàn, tiến hành họp định kỳ để thương thảo về các quy tắc hành động của Cục Dự trữ Liên bang trong thời kỳ chiến tranh. Với những thủ tục vô cùng khéo léo, Strong đã thao túng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang, đồng thời tập trung quyền lực phân tán từ các ngân hàng của 12 khu vực trực thuộc Cục Dự trữ Liên bang về tại ngân hàng New York. Bề ngoài, Cục Dự trữ Liên bang trong Mỹ cho phép ngân hàng Dự trữ Liên bang ở 12 khu vực trên toàn nước Mỹ được quyền căn cứ vào nhu cầu thực tế của địa phương mà đặt ra chính sách về tỷ lệ chiết khấu của mỗi nơi cũng như cầm cố ngân phiếu thương nghiệp. Hay nói cách khác, chủ tịch ngân hàng dự trữ của các bang sẽ có quyền quyết định loại ngân phiếu thương nghiệp nào có thể được cầm cố với mức chiết khấu ra sao. Đến năm 1917, có ít nhất 13 loại quy tắc cầm cố ngân hàng, ngân phiếu thương nghiệp khác nhau đã được lập lên. Thế nhưng, do chiến tranh, số công trái được dùng làm ngân phiếu cầm cố của ngân hàng New York thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trên thực tế không ngừng tăng nhanh. Do vậy mà hạn mức công trái đã vượt xa rất nhiều so với tổng số ngân phiếu được thương nghiệp khác, chẳng mấy chốc đã khiến cho chính sách cầm cố ngân phiếu của các ngân hàng khác khu vực thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trở nên vô hiệu. Dưới sự khống chế của Strong, thao tác thị trường công khai đã xem công trái là ngân phiếu cầm cố chủ yếu và duy nhất. Từ đó, toàn bộ hệ thống Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bị thao túng một cách nhanh chóng. Do việc phát hành các khoản cho vay quy mô lớn để trợ giúp tài chính cho cuộc chiến tranh châu Âu, nên lưu lượng tiền tệ Mỹ giảm đi ghê gớm. Uy lực của Ngân hàng Trung ương bắt đầu được hiện rõ, chính phủ Mỹ bắt đầu tăng thêm lượng công trái khổng lồ, còn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ thì cũng tiếp nhận với khối lượng đáng kinh ngạc, chi phiếu Cục Dự trữ Liên bang với hạn ngạch lớn ồ ạt hòa vào dòng chảy tiền tệ chẳng khác nào nước lũ vỡ đê, bổ sung cho sự thiếu hụt tiền tệ do các khoản cho vay chiến tranh mà châu Âu gây nên. Cái giá phải trả là sự tăng lên theo chiều thẳng đứng của các khoản công trái Mỹ. Kết quả là chỉ trong vòng 4 năm kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đi vào hoạt động, từ năm 1916 đến năm 1920, số công trái của Mỹ đã tăng bột phát gấp 25 lần, từ 1 tỷ đô la Mỹ đến 25 tỷ đô la Mỹ. Tất cả số công trái hiện có của Mỹ đều dựa trên những khoản thuế chưa nộp của người dân Mỹ để thế chấp. Kết quả là trong chiến tranh, các nhà tài phiệt ngân hàng kiếm được một khoản tiền khổng lồ, trong khi người dân lại mất tiền, mất sức, thậm chí là cả máu. 3. Mỹ tham chiến vì nguyên tắc dân chủ và đạo đức. Khi được một đồng nghiệp là đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Đức hỏi với thái độ đầy vẻ hoài nghi rằng tại sao Mỹ cần phải gây chiến với Đức, vị đại sứ Mỹ đáp rằng người Mỹ đúng chúng tôi tham chiến vì nguyên tắc đạo đức. Câu trả lời như vậy khiến cho đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ vò đầu vút chán. Tiến sĩ Kissinger đã giải thích về việc này. Nước Mỹ kể từ ngày lập quốc đến nay luôn tự cho mình là kẻ khác người. Trên bình diện ngoại giao, họ đã tạo ra hai thái độ mâu thuẫn nhau. Một là thúc đẩy chế độ dân chủ trong nước ngày càng trở nên hoàn hảo. Hai là quan điểm giá trị của Mỹ khiến cho nhân dân nước này tin rằng họ cần phải truyền bá những quan điểm này ra toàn thể. Quả thật, những gì nước Mỹ trải qua có khác với các quốc gia khác trên thế giới. Khái niệm giá trị dân chủ của Mỹ cũng là quả thật là xứng đáng cho người ta ca tụng. Nhưng nếu nói rằng nước Mỹ đã tham gia chiến tranh thế giới lần thứ nhất chỉ vì đạo đức và lý tưởng, thì có thể tiến sĩ Kissinger đã suy đoán một cách hồ đồ. Ngày 5 tháng 3 năm 1917, trong bức thư mật gửi cho Tổng thống Wilson, đại sứ Mỹ Walter Hyde Page, người đang thường trú ở Anh lúc đó, đã nói rằng: "Tôi cho rằng cuộc khủng hoảng sắp tới sẽ vượt ra ngoài khả năng chịu đựng trong việc cung cấp các khoản vay của công ty Morgan đối với Anh và Pháp. Sự giúp đỡ lớn nhất mà chúng tôi có thể cung cấp cho các nước đồng minh chính là tín dụng. Nếu không khai chiến với Đức, chính phủ của chúng ta sẽ không thể cung cấp tín dụng trực tiếp cho các nước đồng minh." Lúc này, hệ thống công nghiệp nặng của Mỹ đã chuẩn bị cả năm cho việc tham chiến. Từ năm 1916, lục quân và hải quân Mỹ đã bắt đầu mua một lượng lớn các thiết bị khí tài hạng nặng để tăng thêm nguồn tài chính. Các nhà tài phiệt ngân hàng và các chính trị gia đã bắt đầu nghĩ ra thêm nhiều kế sách hơn nữa. Cuộc xung đột khiến chúng ta lại phải suy nghĩ thêm một bước phát triển khái niệm thuế thu nhập. Một nguồn vốn quan trọng vẫn chưa được khai thác, dự luật thuế thu nhập đã được xây dựng để phục vụ cho nhu cầu của chiến tranh.
Lưu ý rằng thuế thu nhập ở đây có nghĩa là thuế thu nhập công ty chứ không phải là thuế thu nhập cá nhân. Trong năm 1916, các nhà tài phiệt ngân hàng đã hai lần tìm cách thông qua dự luật yêu cầu nộp thuế thu nhập cá nhân, nhưng cả hai lần cuối cùng đều bị tòa án tối cao bác bỏ. Ở Mỹ, quy định đóng thuế thu nhập cá nhân từ trước đến nay vốn chẳng có pháp luật nào căn cứ. Ngày 28 tháng 7 năm 2006, bộ phim Nước Mỹ từ tự do đến chủ nghĩa phát xít được công chiếu rộng rãi khắp nước Mỹ. Ống kính của Aaron Russell, đạo diễn điện ảnh nổi tiếng người Mỹ từng 6 lần nhận giải đề cử Oscar, đã thể hiện một sự thật trần trụi khi được công chiếu tại liên hoan phim Cannes năm 2006. Bộ phim đã gây chấn động mạnh mẽ cho công chúng. Sau khi chứng kiến một cảnh tượng chân thực về sự khác biệt của chính phủ Mỹ so với những gì họ rêu rao và những thế lực tài chính sau lưng nó, thì cảm giác đầu tiên của tất cả khán giả lúc đó thật có thể khó có thể tả nổi. Trong tổng số hơn 3.000 rạp chiếu phim của Mỹ, chỉ có 5 rạp dám công chiếu bộ phim này. Sau khi được lên mạng, bộ phim này vẫn tạo nên ảnh hưởng to lớn khắp nước Mỹ. 940.000 người đã tải bộ phim này về xem, 8.100 người tham gia bình luận và những đánh giá cao nhất. Ngày 13 tháng 10 năm 1917, Tổng thống Wilson đã phát biểu long trọng rằng nhiệm vụ cấp bách là cần phải huy động triệt để nguồn tài nguyên ngân hàng của Mỹ, áp lực và quyền lợi từ các ngân hàng, từ các tài khoản cho vay đồng minh cần phải được từng ngân hàng của đất nước này gánh vác. Tôi tin rằng sự hợp tác ngân hàng như vậy trong thời khắc này là một trách nhiệm yêu nước. Các ngân hàng thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chính là sự chứng minh cho sự chủ nghĩa yêu nước đặc biệt và quan trọng như vậy. Wilson, một giáo sư đại học, thừa biết ai đã đưa ông đến với con đường quyền lực trong Nhà Trắng. Bản thân Tổng thống Wilson cũng không tin vào cuộc thánh chiến dân chủ cứu vãn thế giới thường được nhắc đến. Sau này, ông đã thừa nhận rằng chiến tranh thế giới diễn ra chẳng qua là việc cạnh tranh kinh tế mà thôi. Sự thật là khoản vay 3 tỷ đô la mà Mỹ cung cấp cho các nước đồng minh và khoản vật tư xuất khẩu trị giá 6 tỷ đô la Mỹ vẫn chưa được hoàn trả. Nếu như Đức giành thắng lợi thì công trái của các nước đồng minh hiện đang nằm trong tay các nhà tài phiệt ngân hàng sẽ chẳng đáng giá một xu, vì muốn bảo vệ các khoản cho vay của mình mà Morgan, Rockefeller, Power Plus và Schiff đã đồng tâm hiệp lực để nước Mỹ vào cuộc chiến tranh. 4. Các nhà tài phiệt ngân hàng đại phát tài nhờ đại chiến. Ngay sau khi Mỹ tham chiến vào ngày 6 tháng 4 năm 1917, Wilson đã trao quyền lực chủ yếu cho đất của đất nước cho những người có công giúp ông nhiều nhất trong cuộc tranh cử là Power Puck, nắm giữ hệ thống ngân hàng của Mỹ, Pernas Paru, nắm giữ chức chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Thời chiến, Oakent Mayer, kiểm soát công ty tài chính thời chiến. Anh em nhà Warburg, Max Warburg, anh trai cả của Paul, đảm nhận chức cục trưởng cục tình báo Đức. Còn Paul trở thành phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, người chịu trách nhiệm gần như là cao nhất về tài chính của Mỹ. Người em trai thứ ba, Phoenix, là cổ đông cao cấp của công ty Queen Love. Em trai thứ tư, Friedrich, giữ chức chủ tịch sở giao dịch vàng Hamburg, từng đại diện cho nước Đức bí mật giảng hòa với Nga. Toàn bộ bốn anh em đều là những nhân vật chóp bu trong giàu tập ngân hàng Do Thái. Liên quan đến anh em nhà Paul, ngày 12 tháng 12 năm 1918, báo cáo bí mật của Hải quân Mỹ có viết rằng Paul Warburg, New York, gốc Đức, năm 1911, nhà quốc tịch thành công dân Mỹ. Năm 1912, được Hoàng đế Đức trao tặng huân chương, từng giữ chức phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Còn một người anh em giữ chức cục trưởng Cục tình báo Đức. Trong một báo cáo khác đề cập đến Hoàng đế nước Đức, William đệ nhị đã từng đập bàn quát vào mặt Max rằng lẽ nào anh luôn đúng sao, nhưng sau đó vẫn tử tế lắng nghe ý kiến của Max về vấn đề tài chính. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là tháng 5 năm 1918, Paul đã từ chức cửa Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, nhưng trong mặt báo cáo này lại không đề cập đến sau khi Mỹ tham chiến, vì anh trai của Paul đang đảm nhiệm chức cục trưởng Cục Tình báo Đức, nên về lý thuyết, Paul có thể bị nghi ngờ là thông đồng với địch, nhưng trên thực tế, nước Mỹ chẳng có ai năng động đến mức có thể nắm giữ được mạch máu tài chính. Tháng 6 năm 1918, ngay sau khi từ chức ở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Paul đã viết cho Wilson một mẫu tin nhắn rằng: "Tôi có hai người anh em hiện đang là chủ các ngân hàng ở Đức. Theo lẽ đương nhiên, họ phải tận lực giúp đất nước mình, cũng giống như tôi đang giúp đất nước ta vậy." Pernas Parage, sa hoàng công nghiệp Mỹ thời chiến, với bản chất một người nhờ đầu cơ mà phất nhanh, Parage đã hợp nhất 6 công ty thuốc lá quan trọng của Mỹ vào năm 1896, thành lập nên công ty thuốc lá liên hợp. Sau đó, ông lại giúp đồng dòng họ Guggenheim thâu tóm nền công nghiệp khai khoáng đầm của Mỹ và còn hợp tác với Harriman, một nhân vật dưới trướng của Schiff, để khống chế hệ thống vận chuyển ở New York. Năm 1901, Parage cùng với các anh em của mình thành lập công ty mang tên Parage Brothers. Sau khi được Tổng thống Wilson bổ nhiệm vào vị trí Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Thời chiến Mỹ vào năm 1917, ngay lập tức Parage đã có được
quyền sinh sát đối với các công ty công nghiệp của Mỹ. Thu nhập mỗi năm của Project lên đến 10 tỷ đô la và ông ta trở thành người quyết định giá mua bán vật tư chiến tranh của chính phủ Mỹ. Trong một cuộc điều trần tại Quốc hội năm 1935, Project nói rằng Tổng thống Wilson giao cho tôi một bức thư trao quyền cho tôi tiếp quản bất cứ doanh nghiệp công nghiệp và công xưởng nào. Tôi và chủ tịch ngay của công ty gang thép Mỹ có chút hiểm khích, nhưng ngay sau khi được xem bức thư này, ông ta nói chúng ta cần phải giải quyết xích mích giữa đôi bên, và quả thực ông ta đã làm vậy. Có một số nghệ sĩ quốc hội tỏ ra nghi ngờ cách tư cách của Paris trong các quyết định mang tính sinh sát đối với nền công nghiệp Mỹ, cho rằng ông ta vừa không phải là nhà công nghiệp, lại chưa từng biết thế nào là công xưởng. Và ngay tại buổi điều trần trước quốc hội, ông ta cũng đã tự thừa nhận nghề nghiệp chính của mình là nhà đầu cơ. The New Yorker đã từng đăng tải thông tin rằng sau khi biết được Washington tung ra tin hòa bình giả, Paris đã kiếm được đến 750.000 đô la Mỹ trong một ngày. Công ty tài chính thời chiến của Mayer, cha của Mayer là đồng sở hữu ngân hàng Larast Frisers, một ngân hàng quốc tế nổi tiếng. Oakin là người có lòng nhiệt tình khác thường đối với kinh doanh. Ông đã từng hợp tác với Paris để lập ra công ty khoáng sản vàng Alaska, đồng thời còn cùng hợp tác trong một số giao dịch tài chính khác. Một trong những sứ mệnh quan trọng của công ty tài chính thời chiến chính là phát hành và tiêu thụ công trái Mỹ, cung cấp những khoản tài chính cho chiến tranh. Không có một hành động nào của công ty tài chính thời chiến do Ogent điều hành khiến người ta kinh hãi hơn việc làm giả sổ sách. Sau này, khi Quốc hội điều tra, công ty này đã tăng ca thường xuyên vào ban đêm để sửa lại sổ sách, rồi sáng hôm sau đưa cho các nhân viên điều tra của Quốc hội xem. Dưới sự điều hành của nghị sĩ MC Fadden, trong hai cuộc điều tra đối với công ty này vào các năm 1925 và năm 1930, người ta đã phát hiện ra nhiều vấn đề. Số lượng công trái trùng lập lên đến 2.314 nhóm, số lượng chiết khấu trùng lập lên đến 4.698 nhóm, giá trị tiền mặt từ 50 đô la Mỹ đến 10.000 đô la Mỹ, thời gian hồi đoái đến tháng 7 năm 1924. Trong đó, một số dữ liệu trùng lập là do nhầm lẫn, còn số khác là do làm giả sổ sách. Chẳng thế mà sau khi chiến tranh kết thúc, Ogden đã có thể mua lại công ty Liên hợp Hóa học và Thuốc nhuộm. Sau đó lại mua tiếp tờ Washington Post. Căn cứ theo tính toán, số lượng sổ sách làm giả của Ogden ít nhất đã tạo nên mức thâm hụt công trái đến hàng mấy trăm triệu đô la Mỹ. Edward Stettinius, người sáng lập tổ hợp công nghiệp quốc phòng Mỹ. Edward Stettinius là một người hết sức cẩn trọng, câu nệ từng chi tiết. Trước đây phát tài nhờ nghề điều cơ lương thực ở Chicago trong thời kỳ trước chiến tranh. Ông được Morgan cân nhắc và bổ nhiệm chức vụ quản lý bộ phận xuất khẩu, chủ yếu phụ trách mua sắm vũ khí đạn dược. Ông trở thành người chi tiền nổi tiếng trên thế giới trong thời kỳ chiến tranh. Số vật tư quân sự mua sắm mỗi ngày lên đến 10 triệu đô la Mỹ. Sau đó đem những vật tư này sắp xếp xuống thuyền, niêm phong, vận chuyển đến châu Âu. Ông đã đem hết sức mình để nâng cao năng suất sản xuất cũng như năng suất vận chuyển. Tại trụ sở 23 phố Wall, chỉ cần ông ra lệnh một tiếng thì vô số các đại lý hay các nhà buôn thiết bị quân sự bổ nhào đến. Tại mỗi cửa hàng làm việc hầu như đều có cảnh sát bảo vệ. Mỗi tháng, lượng mua sắm của ông tương đương với tổng giá trị sản xuất của người dân thế giới 20 năm trước. Người Đức không thể ngờ rằng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà nước Mỹ đã có thể chuyển từ môi trường sản xuất thời bình sang quỹ đạo sản xuất công nghiệp quân sự thời chiến. Davison, thân tín của Morgan, nhờ đổ công sức lập ra đế chế Morgan và là cổ đông cao cấp của công ty JP Morgan, nên Davison đã nhận được miếng mồi béo bở này từ hội chữ thập đỏ ở Mỹ, từ đó đã khống chế khoản tiền khổng lồ lên đến 370 triệu đô la Mỹ do người dân Mỹ quyên tặng. 5. Hòa ước Versailles, bản hợp đồng ngừng bắn kỳ hạn 20 năm. Ngày 11 tháng 11 năm 1918, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất tàn khốc và đẫm máu cuối cùng cũng đã hạ màn. Trong vai trò là nước đại chiến bại, Đức đã bị mất đi 13% lãnh thổ, đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường cho một khoản 32 tỷ đô la. Ngoài ra, mỗi năm còn chịu thêm khoản lãi suất 500 triệu đô la, bị trưng thu 26% khoản phí ngoài định mức đối với hàng hóa xuất khẩu và mất luôn quyền kiểm soát đối với các sứ lục thuộc địa. Số lượng lục quân chỉ được giữ lại 100.000 người, các chiến hạm chủ lực của hải quân không được vượt quá 6 chiếc, không được trang bị các loại khí tài hạng nặng như tàu ngầm, máy bay, xe tăng hoặc trọng pháo. David Lloyd Gregory, Thủ tướng Anh, đã từng tuyên bố phải đem được tiền về cho dù phải có lục soát hết túi của người Đức đi chăng nữa, nhưng về phía mình ông ta cũng thừa nhận văn kiện hòa ước mà chúng ta đã soạn thảo đã gieo mầm cho cuộc chiến tranh 20 năm sau. Những điều kiện mà các bạn áp đặt cho người Đức có thể khiến người Đức hoặc không là tuân thủ điều ước hoặc là phát động chiến tranh.
Curran, Bộ trưởng Ngoại giao Anh cũng có cách nhìn tương tự. Ông nói, hòa ước này sẽ chẳng đem lại hòa bình mà nó chỉ có thể là một bản hòa ước đình chiến có thời hạn 20 năm mà thôi. Sau khi xem xong bản hòa ước này, Tổng thống Mỹ Wilson cũng đã nhíu mày nói rằng, nếu là người Đức thì tôi nghĩ rằng mình sẽ tuyệt đối không đặt bút ký bản hòa ước này. Vấn đề không phải là các chính trị gia có ý thức được bản chất của vấn đề hay không, mà phụ thuộc vào các sư phụ sau lưng họ, những người ra quyết định, những người ra quyết sách thực sự. Các ông trùm ngân hàng tháp tùng Tổng thống Wilson trong cuộc vi hành đến Paris gồm có cố vấn tài chính cao cấp Paul Warburg Morgan và luật sư Phoenix của ông, Thomas Lemon, cổ đông cao cấp của công ty Morgan, Paul Rue, chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Thời chiến, anh em nhà Thules, một người là nhân vật chóp bu của CIA sau này, một người là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Sau lưng Thủ tướng Anh là Philip Sutton, con cháu đích tôn của dòng họ Rothschild, Jerome Rothschild, cán bộ tham mưu cấp cao của Thủ tướng Pháp, Solomon Seale. Những người dẫn đầu đoàn đại biểu của Đức chính là Max Warburg, anh trai cả của Paul, khi các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế đề tựu đến Paris trong vai trò của là chủ nhà. Nam thức Edmund D. Rothschild tiếp đãi các vị khách quý nhiệt tình, ông bố trí cho các quan khách có máu mặt của đoàn đại biểu Mỹ nghỉ ngơi trong dinh thự lộng lẫy của mình ở Paris. Thực tế, Hội nghị Hòa bình Paris là một cuộc liên hoan của các nhà tài phiệt ngân hàng quốc tế sau khi nhấn phất mạnh nhờ vào các khoản tiền thu được từ cuộc chiến. Họ đã tiện tay gieo hạt mầm cho cuộc chiến tranh tiếp theo, chiến tranh thế giới lần thứ hai. 6. Chiến dịch xé lông cừu và cuộc suy thoái nông nghiệp năm 1921 ở Mỹ. Ngày 1 tháng 9 năm 1894, chúng ta sẽ đình chỉ tất cả các việc kéo dài các khoản vay. Ngày đó, chúng ta sẽ vét lại hết tiền của mình, sẽ tịch thu và phát mãi các tài sản còn chưa thanh toán hết cho chúng ta. Sẽ dùng giá do chúng ta định ra để có được 2/3 đất đai công nông nghiệp tính từ sông Mississippi về phía Tây và hàng vạn hecta đất đai ở miền Đông nước Mỹ. Những nông dân mất đất vì phá sản sẽ biến thành những kẻ làm thuê, chẳng khác gì ở Anh cả. Hiệp hội các nhà tài phiệt ngân hàng Mỹ năm 1891 sưu tầm từ ghi chép của Quốc hội ngày 29 tháng 4 năm 1913. Xén lông cừu là một thuật ngữ chuyên môn trong nội bộ các nhà tài phiệt ngân hàng, nghĩa là việc lợi dụng cơ hội được tạo ra trong quá trình phát triển và suy thoái kinh tế để có được tài sản của người khác chỉ bằng một phần mấy giá trị thực của tài sản ấy. Khi các ngân hàng đã khống chế được quyền phát hành tiền tệ của Mỹ, thì sự tăng trưởng hay suy thoái của nền kinh tế Mỹ đã trở thành quá trình có thể khống chế chính xác. Hành vi xén lông cừu nặn lúc này đối với ngân hàng chẳng khác nào giai đoạn chuyển hóa của những người dân du mục từ săn bắt đến kiếm sống sang sản xuất ổn định để biết chăn nuôi một cách khoa học. Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất đã đem đến cho nước Mỹ sự phồn vinh trên diện rộng. Việc mua sắm vật tư chiến tranh với quy mô cực đại đã thúc đẩy sản xuất và dịch vụ các ngành công nghiệp Mỹ phát triển. Từ năm 1914 đến năm 1920, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã đầu tư những khoản tiền lớn vào lĩnh vực kinh tế. Mức lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang ở New York từ 6% trong năm 1914 giảm xuống còn 3% trong năm 1916 và được duy trì mãi đến năm 1920. Để cung cấp các khoản vay lớn cho các nước đồng minh trong vòng 2 năm 1917-1918, các ngân hàng đã 4 lần tiến hành huy động vốn trên quy mô lớn, gọi là trái phiếu tự do. Lãi suất thì tăng từ 3,5% đến 4-5%. Một mục đích hết sức quan trọng của các đợt phát hành trái phiếu này chính là nhằm thu hút lượng tiền tệ và tín dụng mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã phát hành quá nhiều. Trong chiến tranh, người công nhân được trả lương cao, còn lương thực của nông dân thì bán rất được giá. Tình trạng kinh tế của các nước tầng lớp công nhân, thợ thuyền vẫn được nâng lên đáng kể. Sau khi chiến tranh kết thúc, do chi phí sinh hoạt và tiêu dùng giảm xuống, nông dân nắm giữ một lượng hiện kim rất lớn và khoản tài sản khổng lồ này lại không nằm dưới sự khống chế của các ngân hàng phố Wall. Đa số nông dân ở miền Tây và Trung của nước Mỹ thường đem tiền gửi vào ngân hàng địa phương để cất giữ vì mâu thuẫn với ngân hàng quốc tế New York. Với các ngân hàng vừa và nhỏ này không tham gia vào hệ thống ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang, vừa không ủng hộ đối với việc cho vay chiến tranh ở châu Âu. Vì thế, các lão làng ở phố Wall muốn tìm cơ hội để chỉnh đốn các ngân hàng nhà quê này, đồng thời chuẩn bị ra tay xé lông cừu đối với bề nhiều nông dân và múp. Các ngân hàng phố Wall trước hết dùng kế vờ tha để bắt thật, xây dựng một cơ cấu được gọi là Ủy ban cho vay nông nghiệp liên bang, chuyên khuyến khích nông dân đem những đồng tiền mồ hôi sương của mình đầu tư vào việc mua đất đai mới. Tổ chức này chịu trách nhiệm cung cấp những khoản vay dài hạn, và đương nhiên đối với nông dân thì điều này chẳng khác nào cảnh buồn ngủ gặp chiếu manh. Vì thế, rất nhiều nông dân đã xin vay vốn dài hạn của các ngân hàng quốc tế dưới sự điều phối của tổ chức này và nộp khoản chi phí hoặc và nộp khoản chi đầu tiên với tỷ lệ cao. Những người nông dân có thể chẳng bao giờ được ngờ được rằng họ đã rơi vào cái bẫy được thiết kế hết sức tinh vi.
Trong các tháng 4, 5, 6, 7 của năm 1920, lĩnh vực công nghiệp và thương mại đạt tới mức tăng trưởng tín dụng cao. Điều này đã giúp các nhà công nghiệp có cơ hội tháo gỡ các khoản vay tín dụng. Riêng chỉ có nông dân là bị từ chối khi muốn vay tín dụng. Đây là một quả bộc phá tài chính được phố Wall thiết kế chính xác. Nó chỉ nhằm tước đoạt tài sản của nông dân và hủy hoại những vùng đất nông nghiệp của các ngân hàng vừa và nhỏ, đã dám cự tuyệt lệnh của Cục Dự trữ Liên bang. Trong một hội nghị, Owen, chủ tịch Ngân hàng Thượng nghị viện và Ủy ban Tiền tệ, cùng ký dự luật Cục Dự trữ Liên bang năm 1913, đã nói rằng đầu năm 1920, nông dân là những người có cuộc sống sung túc, họ vay được nhiều tiền để mua nhà cửa ruộng vườn. Cuối năm 1920, việc các ngân hàng siết chặt tín dụng và tiền tệ một cách đột ngột đã khiến cho nông dân phá sản hàng loạt. Sự phá sản của nông dân đã xảy ra trong năm 1920 tương phản hoàn toàn với điều phải xảy ra. Những khoản tín dụng đã được tung ra quá nhiều trong chiến tranh cần phải được giải quyết từng bước trong một khoảng thời gian nhất định. Ngày 8 tháng 5 năm 1920, Ủy ban Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tiến hành một hội nghị bí mật. Họ đã họp kín với nhau suốt một ngày, biên bản hội nghị dày đến 60 trang vào ngày 19 tháng 2 năm 1923. Những biên bản này cuối cùng cũng đã xuất hiện trong hồ sơ của Thượng nghị viện, thành viên của Hội đồng Quản trị loại A, Cục Dự trữ Liên bang, thành viên của Ủy ban Tư vấn Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã tham gia hội nghị này. Nhưng các thành viên Hội đồng Quản trị loại B, những người đại diện cho thương nghiệp, mậu dịch và nông nghiệp thì không được mời. Tương tự, những người thuộc nhóm C đại diện cho người dân Mỹ cũng không được mời dự họp. Chỉ có những ngân hàng lớn tham gia vào hội nghị bí mật này. Các thành viên hội nghị này hôm đó đã đi đến thống nhất chính sách bắt thắt chặt tín dụng, khiến cho thu nhập của Mỹ giảm 15 tỷ đô la Mỹ trong năm thứ hai, mấy triệu người thất nghiệp, giá đất đai và trang trại sụt giảm đến 20 tỷ đô la. William G. Friend, Bộ trưởng Ngoại giao của Tổng thống Wilson, đã nêu ra đích xác căn nguyên của vấn đề. Ngân hàng, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lẽ ra phải là người bảo vệ nông dân, nhưng trên thực tế lại trở thành kẻ thù lớn nhất của nông dân. Việc siết chặt tín dụng đối với nông nghiệp là một tội ác có âm mưu. Sau khi vui mừng nhờ bội thu từ hành động xé lông cừu đối với nông nghiệp, hơn nữa các ngân hàng nhỏ ngoan cố ở vùng Trung Tây Mỹ cũng bị quét sạch, Cục Dự trữ Liên bang lại bắt đầu buông lỏng vòng quay lưu chuyển tiền tệ. 7. Âm mưu năm 1927 của Ngân hàng Quốc tế. Nhờ vào sự ủng hộ của công ty Morgan và Kunlof, Benjamin Strong đã nghiễm nhiên ngồi vào vị trí chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng New York thuộc Cục Dự trữ Liên bang. Và cùng với Montagu Norman, chủ tịch Hội đồng Quản trị của Ngân hàng Anh, ông đã mưu tính nhiều sự kiện quan trọng cho nền công nghiệp tài chính Anh, Angkor Section, trong đó bao gồm cả cuộc đại suy thoái trên phạm vi thế giới năm 1929. Bố và ông ngoại của Norman đều từng đảm nhiệm vị trí chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Anh, một điều thật đặc biệt trong lịch sử nước này. Trong cuốn sách Chính phủ Tài chính, Johnson đã viết rằng, với tư cách là một người bạn thân thiết, Strong thường cùng Norman đi nghỉ mát ở miền Nam nước Pháp. Từ năm 1925 đến năm 1928, trong chính sách nới lỏng tiền tệ của New York thì giữa Strong và Norman đã có một thỏa hiệp ngầm nhằm khiến cho mức lãi suất của New York thấp hơn mức lãi suất của London. Nhờ vào mối hợp tác quốc tế này, Strong có ý muốn áp chế mức lãi suất của New York mãi cho đến khi xảy ra hậu quả không thể vãn hồi mới thôi. Chính sách nới lỏng tiền tệ của New York đã khích lệ sự phồn vinh trong những năm 20 của nước Mỹ, dẫn đến phong trào dân chúng đầu cơ một cách điên cuồng. Liên quan đến hiệp định bí mật này, vào năm 1928, dưới sự chỉ đạo của nghị sĩ Louis M. Stephenson, House Stabilization Hearing đã tiến hành một cuộc điều tra và kết luận được đưa ra là bằng việc thao túng dòng lưu thông của vàng, Ngân hàng Quốc tế đã tạo nên sự sụp đổ của thị trường cổ phiếu Mỹ. Nghị sĩ M. Stephenson, thưa ông, điều gì đã tác động đến quyết định cuối cùng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cục Dự trữ Liên bang Mỹ chỉ chính sách hạ lãi suất vào mùa hè năm 1927? Miller, Chủ tịch Cục Dự trữ, ngài đã hỏi một vấn đề mà tôi không thể trả lời. M. Stephenson, nói cách khác, điều tôi quan tâm là do đâu mà có quyết định hạ lãi suất mùa hè năm ngoái, thưa ông? Miller, ba ngân hàng trung ương châu Âu là nhất đại phái đại diện của họ đến đất nước này. Họ là Norman, Chủ tịch Ngân hàng Anh, tiến sĩ Hislama Schatz, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Đức và giáo sư Rist của Ngân hàng Pháp. Những vị này đã họp bàn cùng với người của Ngân hàng New York thuộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ khoảng sau một vài tuần. Họ đã xuất hiện hơn nửa ngày ở Washington. Tối hôm đó, họ đến Washington DC. Hôm sau họ được các vị chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đón tiếp. Chiều lại thì họ đã trở về New York. MC Fenton, các vị chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đều có mặt tại buổi tiệc chưa chứ, thưa ông? Miller, ồ đúng, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ còn cố ý sắp xếp cho mọi người tụ tập cùng nhau. MC Fenton, đó là một hoạt động có tính chất xã giao hay là một cuộc thảo luận nghiêm túc, thưa ông? Miller, tôi cảm thấy đó là một kiểu hoạt động xã giao. Trước bữa tiệc trưa, tôi đã trò chuyện rất lâu với tiến sĩ Chat và cũng hàn huyên với cả giáo sư Rist.
Sau bữa tiệc tôi đã cùng với ngài Norman và Strong New York tán gẫu một lúc lâu. MC Fadden, vậy đó có phải là một cuộc hội nghị chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang chính thức không? Miller, không phải. Ông Betty, những sự hiểu biết và việc bỏ qua này rõ ràng không được ghi lại chính xác, phải không ông? Phải không thưa ông? Miller, không có. Sau này Ủy ban Chính sách Thị trường mở đã tổ chức một hội nghị và một số biện pháp đã được tính định ra như vậy. Tôi nhớ rằng theo kế hoạch này, chỉ trong vòng 8 tháng, số ngân phiếu định mức khoảng 80 triệu đô la Mỹ đã được Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở New York mua vào phát hành tiền cơ bản. MC Fadden, việc thay đổi một chính sách như vậy đã trực tiếp dẫn đến trạng thái không bình thường của hệ thống tài chính ở đất nước này. Phong trào đầu cơ thị trường cổ phiếu năm 1927-1929, theo tôi thấy, một quyết sách trọng đại như vậy cần phải có sự ghi chép của chính thức của ở Washington. Miller, tôi đồng ý với các quan điểm của ông. Nghị sĩ Strong, sự thật là họ đã đến đây, ta tổ chức hội nghị bí mật, ăn uống tiệc tùng, bàn luận viễn vông, cuối cùng đã để cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ hạ thấp tỷ lệ chiết khấu. Rồi sau đó, họ đã đem vàng của chúng ta đi mất. Ông Stick, chính sách này đã giúp châu Âu ổn định tiền tệ nhưng đã làm rào lộn vị thế của đồng đô la Mỹ. Đúng vậy không thưa ông? Miller, đúng vậy. Chính sách này chính là để đạt được mục đích đó. Trên thực tế, Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở New York hoàn toàn nắm bắt được toàn bộ hoạt động của cục này. Cuộc họp bao gồm 7 vị chủ tịch của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở Washington chỉ là hình thức, còn hội nghị bí mật thực chất đã được các nhà tài phiệt ngân hàng của châu Âu và Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ ở New York tiến hành cả tuần lễ. Tuy nhiên, hoạt động này chỉ diễn ra ở Washington chưa đến một ngày. Lại chỉ là hoạt động mang tính xã giao, vì thế lượng vàng trị giá 500 triệu đô la Mỹ chỉ có được từ quyết sách của hội nghị bí mật New York đã chảy vào châu Âu. Một quyết sách quan trọng như vậy mà lại hoàn toàn không được ghi chép trong bất cứ văn bản nào của Washington. Từ đó có thể thấy địa vị thực tế của hội đồng quản trị 7 người này. 8. Trích nổ bong bóng năm 1929, lại một hành động xén lông cừu. Từ năm 1929 đến năm 1933, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã siết chặt 1/3 lượng lưu thông tiền tệ nhằm tạo ra một cuộc đại suy thoái. Milton Friedman. Sau hội nghị bí mật, ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang New York lập tức bắt tay vào hành động giảm lãi suất từ 4% xuống 3,5%. Chỉ trong năm 1933, họ đã phát hành thêm 60 tỷ đô la cho các ngân hàng thành viên. Các ngân hàng này dùng phiếu của mình làm thế chấp. Nếu được hoán đổi sang vàng thì khoản tiền này sẽ nhiều gấp 6 lần tổng lượng vàng lưu thông trên toàn thế giới lúc bấy giờ. Lượng đô la phát hành thông qua phương thức này cao gấp 33 lần so với lượng tiền được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tung ra trước đó. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn là năm 1929, Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, New York đã phát hành thêm 58 tỷ đô la cho các ngân hàng thành viên vay. Thị trường cổ phiếu New York thời đó cho phép các nhà đầu tư mua vào lượng cổ phiếu bằng 1% vốn. Nếu có nhu cầu, họ có thể vay thêm của ngân hàng. Trong khi đang nôn nóng khó chịu thì các ngân hàng nắm giữ tín dụng hạ ngạch lớn lại gặp được các nhà đầu tư đòi khát tham lam. Quả là chẳng khác gì cảnh buồn ngủ gặp chiếu manh. Ngân hàng có thể vay tiền từ Cục Dự trữ Liên bang với mức lãi suất khoảng 5% và cho các nhà đầu tư chứng khoán vay lại với lãi suất 12%. Như vậy, họ có thể hưởng mức chênh lệch lãi suất 7% một cách ngon lành. Lúc này, thị trường cổ phiếu New York có muốn không tăng giá cũng không thể được. Người dân Mỹ lúc này bị kích động đem hết mọi của cải tích lũy đã có được để đầu tư vào thị trường cổ phiếu. Thậm chí, ngay cả các chính trị gia ở Washington cũng bị các chùm tài chính phố Wall kích động. Trong một buổi nói chuyện chính thức, Miller, Bộ trưởng Tài chính đã đảm bảo rằng thị trường cổ phiếu vẫn chưa quá cao. Tổng thống Coolidge cũng xác nhận rằng việc mua cổ phiếu lúc này vẫn đang rất tốt. Tháng 3 năm 1928, khi trả lời chất vấn tại Thượng nghị viện về mức lãi suất cho vay đối với các nhà đầu tư chứng khoán, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã trả lời rằng không thể nói chính xác các khoản vay của nhà đầu tư chứng khoán có quá cao hay không, nhưng tôi chắc chắn họ là những người an toàn và bảo thủ. Ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ bắt đầu loại bỏ chính sách buông lỏng tiền tệ được thực hiện vào năm 1927, ngày 6 tháng 2 năm 1929, Norman, Chủ tịch Ngân hàng Anh đã bí mật đến Mỹ. Các ngân hàng Anh chừng như đã thực hiện xong mọi công tác chuẩn bị cho một sự kiện lớn và thời cơ để về Mỹ ra tay cũng đã đến. Tháng 3 năm 1929, tại Hội đồng Cổ đông Thường niên của Ngân hàng Quốc tế, Paul Warburg, bậc thầy tài chính của Mỹ, đã cảnh báo rằng nếu như sự tham lam không kiểm soát này vẫn tiếp tục thì nguy cơ khủng hoảng nổ ra không chỉ đánh vào bản thân các nhà đầu tư mà còn khiến cho cả nước Mỹ rơi vào thảm họa suy thoái. Paul vốn là người luôn giữ được thái độ trầm tĩnh trong suốt những năm tháng mà sự tham lam không được kiểm soát ngự trị, và bây giờ lại đột ngột nảy ra cảnh báo nguy cơ khủng hoảng. Tờ New York Times lập tức cho đăng bài phát biểu của Paul và trong tích tắc bài báo đã gây nên một cuộc khủng hoảng trên thị trường tài chính. Ngày 20 tháng 4 năm 1929, giới tài phiệt ngân hàng ra phán quyết khai tử đối với thị trường cổ phiếu. Tờ New York Times ngày hôm đó đã phải đi một thông tin quan trọng. 9. Ủy ban tư vấn liên bang họp kín tại Washington.
Ủy ban Tư vấn Liên bang đã xây dựng khung nghị quyết và giao cho Hội đồng Quản trị của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, nhưng mọi thông tin liên quan đến việc này vẫn được giữ kín. Các động thái tiếp theo của Ủy ban Tư vấn Liên bang và Hội đồng Quản trị Cục Dự trữ Liên bang vẫn chưa có được tiết lộ. Cách thức bảo mật thông tin của lần họp kín này hết sức nghiêm ngặt, các phóng viên chỉ nhận được những câu trả lời nửa vời. Ngày 9 tháng 8 năm 1929, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nâng lãi suất cho vay lên mức 6%. Ngay lập tức, Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tại New York cũng tăng lãi suất cho vay đầu tư chứng khoán từ 5% đến 20%. Các nhà đầu tư chứng khoán chỉ còn cách bỏ một của chạy lấy người, thị trường cổ phiếu sụt giá một cách thê thảm, chẳng khác gì cảnh vỡ đê. Trong suốt tháng 10 và 11, khắp các sàn chứng khoán chỉ thấy mỗi lệnh bán, khối tài sản trị giá 160 tỷ đô la Mỹ trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Xin lưu ý rằng 160 tỷ đô la là một khoản tiền lớn, gần như tương đương với tổng vật tư khổng lồ mà nước Mỹ đã sản xuất được trong chiến tranh thế giới thứ hai. Một nhà đầu tư chứng khoán của phố Gold đã miêu tả vụ vỡ đê đó như thế này, theo một cách kế hoạch được sắp xếp chính xác. Lượng cung ứng cho vay để đầu tư vào cổ phiếu trên thị trường tiền tệ New York đột ngột giảm mạnh đã gây ra cuộc khủng hoảng tài chính năm 1929. Trên thực tế, đây là hành động xén lông cừu đã được các chùm tài chính quốc tế tính toán nhắm vào công chúng. Đối với nền kinh tế Mỹ ảm đạm, ngày 4 tháng 7 năm 1930, tờ New York Times không khỏi bùi ngùi khi đăng tải những dòng như thế này. Giá nguyên vật liệu đã rơi xuống mức của năm 1913 do dư thừa lao động, tiền công sụt giảm mà đã có tổng cộng 4 triệu người thất nghiệp vì khống chế được Ngân hàng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, New York và Hội đồng Quản trị Cục Dự trữ Liên bang, nên Morgan đã khống chế được cả hệ thống Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Phố Wall không ngừng áp dụng thủ đoạn tạo ra khủng hoảng tài chính để loại bỏ các phần tử đối lập. Từ năm 1930 đến 1933, tổng cộng đã có 8.812 ngân hàng phải đóng cửa do từng tỏ thái độ bằng vai phải lứa với 5 đại gia tài chính ở New York, đồng thời không chịu vay nợ từ hệ thống Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, nên phần lớn các ngân hàng vừa và nhỏ đã phải nối đuôi nhau phá sản.